Bạn có dám tin không? Ngay từ đầu tôi đã sở hữu hệ thống xác suất ông hoàng châu Âu 100%. Chỉ vì toàn dân xuyên không, bắt đầu cuộc sống trên biển. Khi người khác vẫn đang vật lộn, tôi đã sớm nâng cấp bè gỗ, bắt đầu tự do hành trình. Sáng chủ nhật sương mù dày đặc, người qua đường vội vã đều vì tiền mà điên cuồng, vì cuộc sống mà bôn ba. Là một đứa trẻ mồ côi lớn lên, trải qua nhiều năm phấn đấu và nỗ lực kiên trì, hiện tại ngoài việc không có tiền vẫn nghèo như xưa. Sự thật chứng minh, cố gắng chưa chắc đã có kết quả, nhưng không cố gắng thì giống như tôi, chắc chắn sẽ không có kết quả. Mà giờ phút này, đột nhiên nghe thấy một giọng nói có thể thay đổi vận mệnh của tôi. 1, 2, 3, thế là tôi đến bờ biển, hét lên giấc mơ du thuyền lớn của tôi. Sau một trận choáng váng, đột nhiên trong đầu vang lên một hồi chuông báo. Chào mừng đến với trò chơi hàng hải toàn cầu, các bạn sẽ ở trên một chiếc bè gỗ giữa đại dương bao la để sinh tồn, thu thập tài nguyên hết sức có thể. Nâng cấp phương tiện của bạn, nó là điều duy nhất các bạn có thể dựa vào để sống sót. Bất kể các bạn gặp ai, đồng loại, quái vật hay người ngoài hành tinh, hãy luôn cảnh giác. Trong thế giới này, bạn chỉ có thể tin tưởng chính mình. Dùng ý niệm có thể triệu hồi ra giao diện trò chơi của các bạn. Các chức năng trong đó sẽ giúp các bạn sinh tồn. Hãy tự khám phá. Các bạn có 3 ngày bảo vệ tân thủ. Trong 3 ngày này, hãy triệu hồi ra phương tiện của mình. Trên phương tiện, bạn sẽ không bị tổn thương. Sau 3 ngày, thế giới mới sẽ mở ra. Nguy hiểm dần kéo đến. Sau 30 ngày, các bạn sẽ đối mặt với thiên tai lớn đầu tiên. Cuối cùng, hệ thống sẽ động viên tinh thần các bạn. Các chàng trai trẻ hãy cố gắng lên. Chuyện gì đây? Tôi đã xuyên không sao? Hảo Nhân ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Và gợi ý trong đầu đều đang nói với anh rằng tất cả đều là sự thật. Đây là trò chơi sinh tồn trên biển sao? Thôi được rồi, đã đến đây rồi. Coi như đi du lịch vậy, dù sao cũng là một mình. Đến đâu hay đó, tâm lý của Hảo Nhân đủ mạnh mẽ. Bây giờ không phải lúc than trời trách đất. Từ tiếng nhắc nhở lúc nãy, Hảo Nhân đại khái hiểu được đây là một trò chơi sinh tồn trên biển. Theo như gợi ý, Hảo Nhân tập trung tinh thần, triệu hồi ra giao diện trò chơi. Trên giao diện có 4 lựa chọn: khâu, giao dịch, chế tạo, trò chuyện. Mà ở phía trên cùng của giao diện còn có một hàng chữ nhỏ: thời gian bảo vệ tân thủ còn 2 ngày 23 giờ 59 phút. Thiên tai đầu tiên bão biển còn 29 ngày 23 giờ 59 phút. Đúng là rất giống với một số trò chơi sinh tồn nhỏ đã chơi trước đây. Hảo Nhân gật gật đầu, đối với giao diện này không quá xa lạ. Tâm thần chuyển động, ý niệm tập trung vào trò chuyện. Lần lượt xuất hiện trò chuyện thế giới và trò chuyện khu vực. Trước tiên vào trò chuyện thế giới xem thử, do số lượng người chơi đông đảo, chưa lọc sạch môi trường chat, hệ thống đã tự động chặn tìm người thân, tin nhắn lừa đảo vô ích. Đây rốt cuộc là đâu? Tại sao tôi đang ngồi toilet ngon lành, sao lại ngồi phịch xuống biển thế này? Ôi trời ơi, ngày tận thế đã đến rồi. Ai làm chuyện này vậy? Tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ kiện hắn. Cứu mạng với. Tôi không mặc quần áo, cũng không biết bơi. Những người không biết bơi ở trên nhanh chóng mở kho đồ. Chọn triệu hồi bè gỗ. Được cứu rồi, cảm ơn đại ca nhắc nhở. Triệu hồi bè gỗ, xin nửa thì chớt đuối. Số lượng người trò chuyện trong thế giới rất nhiều, mỗi tin nhắn liên tục nhấp nháy. Mỗi ID đều là ảnh chân dung thật và tên thật. Phía sau khung chat bên dưới có nhắc nhở mỗi ngày một lần phát ngôn và 4 tỷ người đang online. Xem ra, trò chuyện thế giới mỗi ngày chỉ có thể gửi một tin nhắn. Bây giờ trong trò chuyện thế giới, phần lớn đều là tin nhắn cầu cứu, còn có tin nhắn nhắc nhở triệu hồi phương tiện bè gỗ. Hảo Nhân lại mở trò chuyện khu vực. Tin nhắn gửi trong đó tương tự như trò chuyện thế giới, mà phía sau khung chat bên dưới chỉ có nhắc nhở 10.000 người đang online, không có nhắc nhở phát ngôn mỗi ngày. Vậy trò chuyện khu vực không giới hạn số lần phát ngôn mỗi ngày, xem ra lời nhắc nhở nó là thật. Những người khác cũng giống như tôi, đều xuyên không. Đóng trò chuyện, Hảo Nhân lại mở kho đồ. Kho có 30 ô vật phẩm, bên dưới là một dấu cộng, hiển thị có thể nâng cấp kích thước kho, nhưng bây giờ dấu cộng màu đỏ, không thể nhấp vào. Trong ô vật phẩm chỉ có 2 thứ. Hảo Nhân kỹ lưỡng quan sát chiếc bè gỗ thô sơ, cấp 1, diện tích 5 dấu nhân 10 mét, đánh giá trông có vẻ rất tệ, trên thực tế còn tệ hơn. Cần câu không thể nâng cấp. Kết thúc giai đoạn tân thủ. Chức năng biến mất. 1% xác suất rơi đồ. Hồi chiều 1 phút, bình luận. Mặc dù không có lợi câu, nhưng biết đâu lại có con cá ngu ngốc cắn câu. Quan sát một lúc, Hảo Nhân vội vàng làm theo lời nhắc nhở của người khác trong trò chuyện. Trước tiên triệu hồi ra phương tiện bè gỗ. Mặc dù biết bơi, nhưng cứ ngâm mình trong nước mãi cũng không phải cách. Triệu hồi bè gỗ. Trên tay Hảo Nhân đột nhiên sáng lên một tia sáng xanh. Một chiếc bè gỗ đơn sơ bỗng xuất hiện trên mặt biển. Sau khi leo lên bè gỗ, lại triệu hồi ra cần câu, ánh sáng tương tự lóe lên, một cần câu gỗ dài 2 mét xuất hiện trong tay. Dây câu, lại là một sợi dây gai không biết làm từ chất liệu gì. Tôi chọc bạn đấy. Cái cần câu này ngay cả lưỡi câu cũng không có. Đừng nói đến mồi câu. Ngay cả khi câu được cá, cá đó chắc cũng có vấn đề về trí tuệ, không biết ăn vào có bị lây không nữa. Hảo Nhân tiếp tục quan sát giao diện trò chơi. Chức năng giao dịch chia làm hai loại. Người chơi có thể chỉ định một người chơi khác, hai người trao đổi vật phẩm với nhau. Còn có một chức năng đấu giá. Người chơi đem vật phẩm bán lên đấu giá. Giá cao nhất thắng. Tạm thời không thu phí trung gian. Chỉ có điều bây giờ trò chơi mới bắt đầu, trên đấu giá chưa có bất kỳ vật phẩm nào. Trong giao diện chế tạo thì hiển thị như sau: thùng gỗ, gỗ còn lại không, cần 4, giáo. Gỗ còn lại không, cần 2, khối sắt còn lại không, cần 2, lưới đánh cá. Sợi thực vật còn lại không, cần 10. Có thể chế tạo rất nhiều vật phẩm, chỉ có điều nguyên liệu cần thiết Hảo Nhân không có cái nào. Mò mẫm nửa ngày, Hảo Nhân cũng đại khái hiểu được tất cả chức năng của giao diện trò chơi này. Thời gian bảo vệ tân thủ chỉ có 3 ngày. Theo như gợi ý, sau 3 ngày có thể sẽ có nguy hiểm. Mà thiên tai đầu tiên bão biển sẽ đến sau 30 ngày. Bão trên biển không phải chuyện đùa. Hơn nữa, bây giờ tất cả người chơi chỉ có thể dựa vào một chiếc bè gỗ để sinh tồn. Nhưng hiện tại căn bản không lo được đến nguy hiểm sắp tới. Nhìn ngẫm giao diện trò chơi một lúc, thời gian đã trôi qua rất lâu. Mặt trời chói chang trên đầu nướng đến khô cổ họng.
Bây giờ mọi người chỉ quan tâm đến hai vấn đề. Một là nước ngọt, hai là thức ăn. Trước tiên đi tìm hiểu tình hình đã, xem người khác nói thế nào. Hảo Nhân liền mở không trò chuyện thế giới. Tôi vừa đói vừa khát, có ai có thể giao dịch cho tôi ít nước và thức ăn không? Tôi dùng nội y nguyên vị đổi với bạn. Bạn trên cốc xéo đi, trong kho của mọi người đều là bè gỗ và cần câu à? Hứ, bè gỗ thì thôi, cái cần câu đó cũng gọi là cần câu sao? Ngay cả lưới câu cũng không có. Tôi vừa mới bắt đầu câu, chả thấy gì cả. Tôi thì lại thấy một con cá. Nó quay một vòng quanh cần câu, liếc nhìn tôi một cái, rồi bỏ đi. Tôi câu được một chiếc giày da. Tôi câu được một khúc gỗ mục. 1% câu được đồ hóa ra không nhất định là cá à? Bây giờ tất cả mọi người đều đang đối mặt với một thử thách nghiêm trọng, sinh tồn trên biển, không nước không lương thực thì làm sao đây? Mà phơi nắng nửa ngày, Hảo Nhân cũng rất nóng bức, miệng đắng ngắt, bụng cũng bắt đầu có cảm giác đói. Nếu vậy, 3 ngày cũng chịu không nổi, sẽ phải đi gặp thái nãi. Nhưng bây giờ cũng không có cách nào khác. Cần câu không có lưỡi câu trong thế giới trò chơi. Biết đâu lại thật sự câu được cá. Bây giờ chỉ có thể đi thử vận may. Cơ hội kích hoạt xác suất 1%. Hảo Nhân rút cần câu ra, cắm xuống nước. Phát hiện sử dụng đạo cụ xác suất có mở không? Xác suất 100%. Thiên phú ông Hoàng Châu Âu có tiền cũng không mua được. Thiên phú ông Hoàng Châu Âu xác suất 100%. Bên tai Hảo Nhân đột nhiên vang lên một giọng nói, khiến anh không nhịn được kêu lên, đến rồi đến rồi. Cuối cùng nó cũng đến. Tôi đã nói mà, với nhan sắc của anh, sao cũng phải có hệ thống chứ. Có mở không? Đếm ngược 5 giây, không xác nhận coi như từ bỏ. 5, 4, 3. Tôi chọc bạn đấy. Mở ngay lập tức. Tiếng nhắc nhở rục rã kéo sự chú ý của Hảo Nhân trở lại, vội vàng trả lời. Nói nhảm, thiên phú ông Hoàng Châu Âu sao có thể không cần chứ? Thiên phú ông Hoàng Châu Âu xác suất 100%. Mở thành công. Giải thích thiên phú, kỹ năng thiên phú trong trò chơi. Khi chủ thể sử dụng đạo cụ có xác suất, tỷ lệ thành công đều sẽ đạt 100%, có hiệu lực ngay lập tức. Hảo Nhân lập tức nhấc cần câu lên, để dây câu nổi trên mặt nước. Chuẩn bị thử xem xác suất 100% có thật hay không. Chưa được một lúc, Hảo Nhân đã cảm thấy cần câu nặng hơn. Có đồ rồi, nhấc cần câu lên, mới nhìn rõ thứ câu được. Một khúc gỗ. Bình luận tài nguyên. Ý niệm vừa động, khúc gỗ đã biến mất. Lại xem kho đồ, gỗ tăng lên 1. Cái này của thật rất tiện. Chỉ là không biết mỗi ông vật phẩm có thể chứa bao nhiêu vật phẩm giống nhau. Tiếp tục câu, Hảo Nhân ngồi trên bè gỗ. Gần 1 phút, Hảo Nhân mới cảm thấy câu được đồ. Một vỏ ốc. Bình luận rác. Một chai nhựa rỗng. Bình luận vật chứa. Một con quà thoi. Bình luận tài nguyên. Cuối cùng cũng câu được đồ sống rồi à? Không ngờ, thiên phú ông Hoàng Châu Âu xác suất 100% này lại là thật. Cần câu chỉ có 1% xác suất câu được đồ. Tuy rằng đồ lỉnh kỉnh, nhưng mấy lần vừa rồi của thật đều câu được, xác suất cũng đúng là 100%. Đúng vậy, tôi chính là người được chọn. Tuy qua có thể ăn sống luôn, nhưng Hảo Nhân không có thói quen ăn sống hải sản, đem những thứ vừa câu được cho vào kho. Tiếp tục câu cá, xem có thể câu được thứ gì kỳ quái không. Một chiếc tắt hôi, một ống sắt xỉ, một con bạch tuộc, một con cá chẽm, một con tôm hùm lớn, một cọng rong biển, một con trai thô to, một dương gỗ. Theo như gợi ý, cần câu này chỉ có thể dùng trong thời gian bảo vệ tân thủ. Một khi hết thời gian bảo vệ tân thủ, cần câu này sẽ biến mất. Vì vậy Hảo Nhân đã có kế hoạch, có xác suất 100% này. Trong 3 ngày bảo vệ tân thủ, tôi phải tận dụng cần câu để thu thập tài nguyên. Ngoài ăn uống đi vệ sinh, tất nhiên ngủ cũng rất quan trọng, chuyện khác cũng không làm nữa, coi như một tên cuồng câu cá vậy. Nửa ngày trôi qua, ngồi trên bè gỗ, Hảo Nhân cảm thấy khô cổ họng, đói khát khó chịu, đành phải thu cần câu lại. Kiểm kê vật phẩm trong kho, gỗ 46, sắt 28, vật chứa 16, sợi thực vật 30, thủy sản 3 kg, dương gỗ 3, những thứ này cùng với rác mới chỉ chiếm 7 ông vật phẩm, vẫn còn nhiều. Tuy không có nước ngọt, nhưng thức ăn thì không thiếu. Nhưng không có nồi không có lửa, chẳng lẽ ăn sống sao? Nhìn vào ông thủy sản có qua, bạch tuộc, tôm hùm và cá, Hảo Nhân bắt đầu lo lắng. Xem thứ khác vậy. Dương gỗ này chắc giống các trò chơi khác. Có thể mở ra được vật tốt đúng không? Hảo Nhân lấy 3 dương này từ kho ra, đặt lên bè gỗ, mở tất cả. Dương gỗ trước mắt, ánh sáng lóe lên, dương cũng mở theo. Hảo Nhân nhìn vào trong, một gói hạt giống cà chua. Haha, nước khoảng 550ml 3 chai. Một tấm bản vẽ nâng cấp bể gỗ. Cuối cùng cũng có nước rồi. Hảo Nhân vội vàng mở nắp chai, uống một hơi hết nửa chai, không thể uống tiếp nữa. Câu nửa ngày mới kiếm được 3 chai nước. Không thể uống hết một lần được, phải tiết kiệm chút, giảm bớt cơn đói khát. Hảo Nhân cho 3 chai nước vào kho. Hạt giống cà chua bây giờ không có đất, cũng không có chỗ trồng, tạm thời cho vào kho đã. Chức năng bản vẽ nâng cấp bể gỗ cung cấp nguyên liệu, giúp bể gỗ của bạn mở khóa quyền nâng cấp cấp 1 đến 10. Số lần sử dụng, 1 lần, đánh giá, vật phẩm nhất định phải có ở giai đoạn đầu. Nhìn thấy giới thiệu, Hảo Nhân lập tức nhấp vào sử dụng. Trên bản vẽ lóe lên một tia sáng, bản vẽ biến mất sau khi sử dụng xong. Lúc này Hảo Nhân quan sát bè gỗ dưới chân, bè gỗ thô sơ cấp 1. Diện tích 5 dấu nhân 10 mét, nâng cấp, gỗ còn lại 46, cần 30. Sợi thực vật còn lại 30, cần 15. Đánh giá, trông có vẻ rất tệ, thực tế còn tệ hơn. Bè gỗ cấp 1 này không chỉ nhỏ, mà còn không ngăn được nước biển. Nửa người dưới của Hảo Nhân vẫn ướt sũng. Nâng cấp, Hảo Nhân vừa dứt lời, gỗ và sợi thực vật trong kho đã giảm đi 1 phần. Bè gỗ dưới chân lóe sáng, lập tức thay đổi. Bè gỗ thô sơ cấp 2. Diện tích 6 dấu nhân 12 mét, nâng cấp, gỗ còn lại 16, cần 30. Sợi thực vật còn lại 15, cần 20. Đánh giá, trông giống một chiếc bè gỗ đúng nghĩa rồi. Hảo Nhân muốn tiếp tục nâng cấp, nhưng phát hiện không đủ nguyên liệu, đành phải tạm gác lại kế hoạch nâng cấp.
mà lúc này giao diện trò chơi, thời gian bảo vệ tân thủ còn 2 ngày 11 giờ 3 phút. Thiên tài đầu tiên, bao biển còn 29 ngày 11 giờ 3 phút. Đếm ngược chính xác đến từng phút khiến hảo nhân nhíu mày. 3 ngày nữa nguy hiểm sẽ đến, 30 ngày nữa thiên tai sẽ giáng xuống. Điều này thực sự khiến người ta lo lắng, xem ra đối mặt với bão biển, nâng cấp phương tiện là lựa chọn duy nhất. Gỗ và sợi thực vật có vẻ rất quan trọng. Mở trò chuyện thế giới, có ai cứu tôi không? Tôi cảm thấy mình sắp chết khác rồi. Chỉ cần một ngụm nước thôi. Mọi người nhớ, tuyệt đối không được uống nước biển. Cho chút nước uống, khi thoát khỏi trò chơi này, tôi hứa sẽ tặng bạn 100 triệu. Anh nào cho em chút nước không? Đổi lại, em làm gì cũng được nha. Một con tôm hùm đổi 1 lít nước, ai cần thì nhấp vào giao dịch. Nhìn thấy những tin nhắn này, hảo nhân biết nước vẫn rất khan hiếm. Lượng nước uống bình thường một ngày là 1.200 ml, không uống nước 3 ngày sẽ chết khát. 3 ngày ngâm mình trong nước biển, thêm cả ánh nắng mặt trời thiêu đốt, trực tiếp khiến tất cả mọi người không uống nước. Ước tính 2 ngày cũng không chịu nổi. Mà lúc này số người online từ 4 tỷ giảm xuống còn 3,8 tỷ. Mới chỉ hơn 10 tiếng, đã loại 200 triệu người rồi. Không biết họ đã chết như thế nào. Hảo nhân hơi sốc. Không đúng, trên bè gỗ, trừ khi chết đói chết khát, sẽ không bị thương tổn khác. Bây giờ chết nhiều như vậy, loại trừ người tuyệt vọng tự tử. Biển trước mắt chắc chắn không bình thường. Nếu không bất đắc dĩ, tạm thời không nên rời khỏi bể gỗ. Mở phần đấu giá trong giao dịch. Hàng loạt sản phẩm được treo trên giao diện. Sau hơn 10 tiếng, khá nhiều người đã câu được đồ. Sản phẩm, bí kíp đóng cọc tự chế. Người bán, anh Vĩ yêu cầu 20 lít nước. Ghi chú, này thanh niên phải giữ đạo đức võ thuật. Biết võ khi sinh tồn trên biển thật tuyệt. Tôi vui quá. Có muốn xem anh đang làm gì không? Thật dám bán. Sản phẩm, GX5, người bán, Trương Tam yêu cầu nước. Ghi chú, có bao nhiêu? Cho bấy nhiêu. Miệng cũng được. Sản phẩm, bào ngư X3, người bán, Lý Tứ yêu cầu, sắt X xá U. Sản phẩm, bật lửa, người bán, Vương Nghị yêu cầu, 1 lít nước. Ghi chú, đừng nhắn tin riêng lung tung. Ngoài nước tôi không cần gì khác. Đúng rồi, chính là anh ta. Nhưng muốn đổi 1 lít nước. Điều đó là không thể. Hảo nhân nhấp vào avatar của Vương Nghị, chọn nhắn tin riêng. Anh ơi, 200 ml nước đổi bật lửa của anh được không? Chẳng bao lâu hảo nhân nhận được tin nhắn. Không được, quá ít. Đây là bật lửa đấy. Con người không có lửa không thể sống được. Ít nhất 800 ml nước. Bây giờ vào lúc này, anh nói nước quý hay bật lửa quý hơn? Tôi chỉ có một chai 550 ml nước. Tôi đã uống một nửa, còn khoảng 300 ml, nhiều nhất cho anh 220 ml. Anh không lấy thì thôi. Hảo nhân đương nhiên không nói hết tình hình của mình. Lúc này, nước chắc chắn là thứ có giá trị nhất. Sau một lúc lâu, hảo nhân mới nhận được tin nhắn. Được, cậu thắng. Thêm 250 ml, cậu đồng ý thì chúng ta giao dịch. Vương Nghị vừa nói xong, một khung giao dịch hiện ra trên giao diện của hảo nhân. Ông vật phẩm của đối phương là một cái bật lửa đang chờ xác nhận giao dịch. Hảo nhân lấy ra chai nước khoáng đã uống một nửa, uống thêm một ngụm nữa rồi đặt vào khung giao dịch, nhấp xác nhận giao dịch. Giao dịch thành công. Nhìn cái bật lửa đột nhiên xuất hiện trong tay, hảo nhân nở một nụ cười. Thứ trước đây không để ý dễ dàng có được, giờ lại quý giá vô cùng. Mở giao diện chế tạo, giường gỗ đã mở trước đó, sau khi cho vào kho cũng biến thành gỗ. Tổng cộng 6 đơn vị, cuối còn lại 22, cần 2 gỗ. Đánh giá, cô đã khô hoàn toàn, một thanh có thể cháy 4 giờ. Chế tạo thành công, mất 4 gỗ. Nhận được 2 củi, chậu sắt còn lại 28, cần 2 khối sắt, đánh giá, vừa có thể dùng làm chậu rửa mặt vừa có thể dùng làm nồi. Chế tạo thành công, mất 4 khối sắt, nhận được 2 chậu sắt, dao nhỏ còn lại 24, cần 1 khối sắt, đánh giá, một con dao chỉ dài 10 cm, dùng để cắt móng tay vừa đủ. Chế tạo thành công, mất 1 khối sắt, nhận được 1 dao nhỏ, từ nhiều lựa chọn chế tạo. Hảo nhân dùng gỗ và sắt tạo ra 5 món đồ. Cũng không tệ, 2 thanh củi có thể cháy 8 tiếng. Vừa có thể chiếu sáng sưởi ấm, vừa có thể đun nóng thức ăn, dao nhỏ có thể dùng để xử lý thức ăn. Còn về việc tại sao làm 2 chậu sắt, hảo nhân nghĩ thế này, một chậu đặt trên bè làm lò sưởi, chậu còn lại có thể làm một bếp đơn giản. Hảo nhân đến gần lò sưởi, trong đó bật lửa vừa bật, ngọn lửa bùng lên, có vẻ trong thế giới trò chơi lửa rất dễ bắt, ngọn lửa cũng không nhỏ. Đêm trên biển khác với ban ngày, bờ biển rất ẩm ướt, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh khiến người ta không nhịn được run lên. Hảo nhân đoán nhiệt độ hiện tại chắc dưới 10 độ C. Anh vẫn mặc áo mỏng, may mà ngọn lửa từ củi cháy cho anh chút hơi ấm. Trước đó tôi đã uống gần hết chai nước khoáng, đã không còn quá khát nữa. Và bây giờ chỉ có thể làm một bữa tối hải sản, lấy từ kho ra một con cá tuyết. Con cá tuyết này chuyển sang tay hảo nhân, lại còn nhảy tương tương. Không tệ, cá tuyết này thịt tươi ngon, giàu dinh dưỡng, có vẻ hiệu quả bảo quản của kho đồ thật sự tốt. Tạm thời không quan tâm nhiều. Bắt đầu nào, hảo nhân dùng dao nhỏ xử lý, rửa sạch, đặt trực tiếp lên chậu sắt đã nóng bốc khói. Thịt cá tiếp xúc với tấm sắt nóng, phát ra tiếng xèo xèo. Chẳng mấy chốc thịt cá co lại vì nhiệt, mỡ cá từ từ tách ra. Cá tuyết có nhiều dầu, chỉ cần nướng sơ qua sẽ ra nhiều mỡ. Không có dầu ăn, dùng mỡ động vật để nấu ăn là thưởng thức. Đó cũng là lý do hảo nhân ăn cá tuyết trước. Lúc này mùi thơm nước mũi kích thích vị giác, nước miếng không kiềm chế được chảy ra từ miệng. Chưa chín, cố nhịn thêm chút nữa. Cố nhịn thêm chút nữa, nuốt một ngụm nước bọt. Đẩy thịt cá ra xung quanh chậu sắt, đẩy mỡ đã tách ra vào giữa. Sau đó lại lấy từ kho ra một con bạch tuộc to bằng bàn tay, không quan tâm đến sự phản kháng của nó. Hảo nhân một tay ấn nó xuống giường, không là xuống đĩa. Tuy không có gia vị nào khác, nhưng nguyên liệu cao cấp, thường chỉ cần cách nấu đơn giản nhất.
Chẳng mấy chốc, vị ngọt của cá và hương thơm của bạch tuộc hòa quyện hoàn hảo. Không lâu sau, một món hải sản kết hợp nướng tự chọn hoàn thành. Hương vị này hoàn toàn không thua kém bất kỳ nhà hàng hải sản tự chọn nào từng ăn trước đây. Tuyệt vời. Hảo Nhân bận rộn cả ngày, giờ đã bớt mệt mỏi. Đặt món ăn đã làm xong lên bề gỗ. Bản thân cũng ngồi xuống, dựa vào bên cạnh lò sưởi, lấy ra một chai nước khoáng Ha Ha mới. Cẩn thận nhấp một ngụm, thưởng thức bữa tối bên lửa trại. Thịt cá mềm mịn vô cùng, khẽ cắn một miếng, tan chảy trong miệng, cảm giác mềm mại lan tỏa trong khoang miệng. Lại cắn một miếng, bạch tuộc dai xóa nếp nhăn đôi mắt. Đây là món quà tuyệt vời nhất của thiên nhiên, nếu không phải đang trôi dạt trên biển, Hảo Nhân suýt quên mình đang sinh tồn trên biển. Khoảnh khắc tuyệt vời như vậy, làm sao có thể không chia sẻ với người khác chứ? Hảo Nhân mở chức năng chụp ảnh của kênh trò chuyện, chụp ảnh món hải sản kết hợp nướng, nước khoáng và lửa trại, gửi vào khu vực trò chuyện thế giới. Trò chuyện, gió biển mát mẻ, bè gỗ, bữa tối bên lửa trại. Thật là một đêm bình thường và tầm thường. Khi tin nhắn này được gửi đi, trò chuyện thế giới và khu vực lập tức nổ tung. Đại ca, anh còn thiếu người hầu không? Xin cho ăn uống. Tôi sắp phát điên rồi. Còn có thể ăn uống như vậy sao? Người trên nói đúng, tôi suýt uống cái đó rồi. Tên này lại còn làm được cả nướng. Tôi vẫn đang tiết kiệm ăn thịt cá đây. Làm tôi bất ngờ. Đây là trò chơi sinh tồn hay trò chơi ẩm thực du lịch vậy? Tên này khoe khoang quá. Da của tôi đâu? Tôi đi lấy. Tôi cũng đi. Người dưới giữ đội hình. Còn trong tin nhắn riêng, phần lớn là những tin nhắn đe dọa và xin xỏ. Biển cả mênh mông, ai cũng không nợ ai cả, đều tự mình sống sót. Sinh tồn trên biển, lo cho bản thân là quan trọng nhất, không để ý đến sự náo động trong trò chuyện. Hảo Nhân ăn no rồi lại lấy cần câu ra. Một túi nhựa, một hòn đá, một viên ngọc trai. Không biết bao lâu sau, Hảo Nhân giả câu cá mắt díp lại, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Đánh giá thu thập vật tư hôm qua, nâng cấp phương tiện hôm qua, đánh giá vật tư nhận được 106 điểm sinh tồn, nâng cấp nhận được 30 điểm sinh tồn, tổng cộng 136 điểm sinh tồn kích hoạt thành công. Mở hệ thống cửa hàng, cấp độ cửa hàng liên quan đến phương tiện cấp 1-9, cửa hàng cấp 1, phương tiện cấp 10-19, cửa hàng cấp 2, cứ thế tăng dần, cửa hàng hiện tại cấp 1. Trong cơn mơ màng, Hảo Nhân bị một hồi chuông báo đánh thức. Thông báo cửa hàng điểm sinh tồn lại vang lên. Mở giao diện trò chơi, bên cạnh đồng hồ đếm ngược xuất hiện thêm điểm sinh tồn. Điểm sinh tồn dựa trên vật tư sinh tồn thu được mỗi ngày và phương tiện sinh tồn được đánh giá và tính điểm, làm mời thống kê vào ngày hôm sau, có thể dùng để mua hàng trong cửa hàng. Thấy vậy, Hảo Nhân lập tức hiểu ra, đây là vật tư câu được bằng cần câu hôm qua cộng với nâng cấp bè gỗ. Hệ thống lập tức đưa ra đánh giá thưởng điểm. Trên giao diện trò chơi, ngoài nội dung như trò chuyện, lại xuất hiện thêm một lựa chọn cửa hàng, sản phẩm cửa hàng cấp 1. Dương Bảo Ưu Đại Tân Thủ 98 điểm sinh tồn. Số lần mua, 1 lần. Ghi chú, nhanh chóng nâng cấp phương tiện của bạn, nâng cấp độ cửa hàng để mở khóa thêm sản phẩm nhé. Hiện tại cửa hàng chỉ có một sản phẩm. Hảo Nhân nhìn qua, cần 98 điểm sinh tồn mới mua được, lại còn tiêu tốn nhiều điểm sinh tồn như vậy. Xem giới thiệu trước đã, Dương Bảo Ưu Đại Tân Thủ, 80% xác suất mở ra 10 vật tư, 19% xác suất mở ra đạo cụ trắng, 0.9999% xác suất mở ra đạo cụ xanh, 0.0001% xác suất mở ra đạo cụ tím. Đánh giá, 98 bạn không mua thiệt, bạn không mua hớ, chỉ 98 mang niềm vui về nhà. Đây là dương ưu đãi. Hảo Nhân suy nghĩ một lúc, hôm qua anh nhờ thiên phú ông Hoàng Châu Âu dùng cần câu xác suất 100% câu đến tận đêm khuya, vật tư cộng với nâng cấp bè gỗ mới kiếm được 136 điểm sinh tồn. Vậy người khác dùng cần câu 1% kia, điểm sinh tồn chắc chỉ có một chữ số. Dương Bảo Ưu Đại Tân Thủ này đối với người khác rất đắt đỏ. Không biết có thể mở ra thứ gì, có đáng mua không? Nhìn từ hiện tại, cấp độ đạo cụ được phân loại theo màu sắc, trắng, xanh, tím. Xem kênh trò chuyện trước đã, mở trò chuyện thế giới. Quỷ mới biết tôi cầm cự đến giờ thế nào, tôi cảm thấy mình không thể thấy mặt trời ngày mai rồi. Thái nãi, cháu nhớ bà quá, hệ thống cửa hàng này là cái gì vậy? Dương Bảo Ưu Đại Tân Thủ trong đó lại cần 98 điểm. Tôi mới có 8 điểm sinh tồn, bao giờ mới mua được đây? Điểm sinh tồn à, tôi có 15 điểm. Các bạn có bao nhiêu? Tôi có 17 điểm. Sao các bạn nhiều thế? Tôi mới có 3 điểm. Có phải vận may của tôi quá tệ không? Theo kinh nghiệm nhiều năm chơi game của tôi, Dương này, xác suất cao vẫn sẽ mở ra 80% vật tư. Những thứ khác đừng mong nữa. Dù sao điểm sinh tồn hiện giờ chỉ dùng được trong cửa hàng, không mua để lại làm của hồi môn. Đúng, nhanh chóng gom đủ điểm sinh tồn đi. Ngoài ra tôi có thể đun nước, nhắn riêng tôi nhé. Cũng phải, điểm sinh tồn hiện tại có vẻ chỉ dùng được trong cửa hàng, không mua thì để làm gì? Hảo Nhân gật đầu, xác nhận mua. Điểm sinh tồn nhanh chóng thay đổi, chỉ còn lại 38 điểm. Nhìn dương báo màu đỏ đột nhiên xuất hiện trên bè gỗ, Hảo Nhân lộ vẻ mong đợi, mở dương báo, sử dụng đạo cụ xác suất kích hoạt xác suất 100%, thiên phú ông Hoàng Châu Âu. Một tiếng tim, một đống vật phẩm xuất hiện trên bè gỗ, khiến bè gỗ hơi chìm xuống. Thiên phú ông Hoàng Châu Âu ảnh hưởng cả dương báo này, tuyệt quá, Hảo Nhân vui mừng kêu lên. Ban đầu tưởng rằng thiên phú ông Hoàng Châu Âu chỉ ảnh hưởng đạo cụ có xác suất, không ngờ cả dương báo nhận vật phẩm này cũng bị ảnh hưởng. Người khác mở dương này chỉ nhận được một loại vật phẩm, còn Hảo Nhân một phát tất cả các loại vật phẩm đều bung ra. Có thiên phú ông Hoàng Châu Âu thật tốt, xem thử có gì hay ho. Xúc xích vương trung 400g x2, đánh giá, tài nguyên. Xúc xích vương trung càng ăn càng ngon. Mì bò chua cay Hảo Nhân, loại hộp x5, đánh giá, tài nguyên. Vị chua cay này mới đúng chuẩn.
Legam Lnet 3, đánh giá, tài nguyên, táo đen bạn đang làm gì thế? Ken trồng nắng táo, màu trắng, đánh giá, bôi lên người. Giảm thiểu tác hại của ánh nắng mặt trời đến một mức độ nhất định. Cuộn giấy thuần hóa, màu xanh, 10% xác suất thuần hóa một con vật. Đánh giá, thuần hóa động vật. Máy tách nước biển, màu tím, tiêu thụ củi đốt nước biển. Bạn sẽ nhận được nước ngọt và muối thô. Tương ứng 2 lít và 50 gà mỗi ngày, đánh giá, có máy tách nước biển. Mẹ không còn phải lo lắng về việc tôi khát nước nữa. Trời ơi! Lần này thật sự quá tuyệt vời. Sau khi nhìn rõ mọi thứ, Hảo Nhân há hốc mồm không thể khép lại. Trái cây, thức ăn và kem chống nắng đều cho vào kho. Cuộn giấy thuần hóa xác suất 10%. Tức là xác suất 100% rồi. Vật phẩm thần kỳ, có dịp tìm con vật thử xem. Máy tách nước biển này là món đồ tốt. Quan sát kỹ, cái thiết bị gồm nhiều ống và bình thủy tinh này. Cấu tạo rất đơn giản. Thao tác đơn giản là một thanh củi. Cho vào và đốt lên. Lại dùng chai nhựa giống múc đầy nước biển. Đổ vào. Chẳng mấy chốc, nước biển trong bình thủy tinh bắt đầu sôi. Nước ngọt và một số hạt muối thô xuất hiện trong hai bình thủy tinh nhỏ hơn ở hai bên. Hảo Nhân vội vàng dùng chai rỗng hứng lấy. Nước ngọt cất 20ml, đánh giá, nước uống có vị không ngon lắm. Muối thô 2g, đánh giá, có thể đáp ứng nhu cầu cơ thể, nhưng vị giống như mồ hôi mùa hè vậy. Trong thời gian ngắn, đã tách được không ít nước ngọt và muối ăn. Điều này khiến Hảo Nhân rất vui, dự trữ thực phẩm trong kho rất đầy đủ. Chỉ có nước ngọt là ít. Giờ vấn đề nước đã được giải quyết, đồng thời còn giải quyết được vấn đề muối ăn. Hoàn hảo, nhưng hiện tại nước vẫn còn nóng. Tuyệt đối không thể lãng phí, nước nóng từ củi đốt phải phát huy tác dụng của nó. Hảo Nhân lấy ra một hộp mì bò chua cay Hảo Nhân. Cho hết gia vị, thêm một cây xúc xích, đổ nước nóng sôi vào. Mùi thơm chua cay từ gói gia vị khiến người ta thèm thuồng. Đậy nắp lại một cách mê mẩn, đợi 2 phút 55 giây, bốc một tiếng mở nắp ra. Vị chua cay này mới đúng chuẩn. Lúc này Hảo Nhân mở kênh trò chuyện, lại gửi một ảnh chụp màn hình. Ôi bữa sáng xúc xích mì gói, thật là thói quen ăn uống không lành mạnh. Đại ca Hảo Nhân, lại khoe khoang rồi. Dao của tôi đâu? Tôi đi đâu đây? Đại ca đợi lát nữa anh ăn xong. Có thể giao dịch cho tôi gói mì này không? Tôi muốn uống một ngụm nước dùng. Người trên uống hết nước dùng rồi. Đừng vứt hộp không cho tôi liếm một cái. Tôi sắp chảy nước miếng rồi. Hai lần thao tác thần kỳ, khiến cả thế giới đều biết đến Hảo Nhân. Trong thế giới trò chơi, cảm giác này thật tuyệt. Hảo Nhân mỉm cười nhẹ nhàng, thức ăn và nước đều không thiếu. Bây giờ phải tranh thủ thời gian nâng cấp bè gỗ. Đi vệ sinh trước đã, lát nữa tiếp tục câu cá, kiếm thêm nhiều gỗ và sợi thực vật. Hiện tại vật tư vẫn chưa đủ để nâng cấp bè gỗ. Hảo Nhân cảm thấy một cơn buồn đi vệ sinh ập đến. Trên bè gỗ này lại không có nhà vệ sinh, chỉ có thể ngồi xổm ở một bên. Ngay khi Hảo Nhân đang cảm thấy thoải mái, ở xa xa một lá cờ tam giác đang vượt sóng, nhanh chóng tiến đến. Hảo Nhân thảnh thơi hát một bài, trong lòng thỉnh thoảng than phiền về việc không có giấy vệ sinh. Dần dần có tiếng bùm bùm vang lên. Hảo Nhân còn nghe thấy tiếng nước hào và mặt biển yên tĩnh có sóng ngày càng lớn. Mình thật sự gây ra động tĩnh lớn như vậy sao? Hảo Nhân tưởng là do rơi xuống gây ra phản ứng trên mặt biển, nên ngạc nhiên muốn quay đầu nhìn lại. Nhưng ngay khi Hảo Nhân vừa nhìn ra sau, thoáng thấy một cái vây tam giác nhỏ trên mặt biển, nhanh chóng biến mất. Cá mập ngay lúc Hảo Nhân đang ngẩn người, sinh vật dưới nước đột ngột phóng lên mặt nước. Hảo Nhân thoáng thấy một cái miệng to đầy máu, với hai hàm răng nhọn đỏ rực dữ tợn, đang lao thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo của mình. Trời ơi! Không kịp kéo quần, Hảo Nhân vội vàng lao về giữa bể gỗ. Trong khoảnh khắc đó, chỉ cảm thấy thời gian như chậm lại. Cái miệng đầy máu cuối cùng cũng chậm một chút, thoát được trong gang tấc. Hảo Nhân ngồi trên bè gỗ, quay đầu nhìn lại. Đây là một con cá mập vừa trưởng thành, nhìn thân hình nó, ước chừng dài khoảng 3 mét. Vẫn chưa hết sợ, Hảo Nhân chỉ có thể thốt lên một câu đệt. Cá mập trắng lớn tấn công không thành, lặn xuống gần mặt biển, rời đi một đoạn rồi, lại lao tới lần nữa. Nhìn dáng vẻ của nó, giống như bước chân của ma quỷ sắp đến. Hảo Nhân vô thức lùi lại 2 bước. 3 giây sau cá mập trắng lớn đã đến trước mắt. Một tiếng nổ lớn, trên bè gỗ bỗng sáng lên một lớp khiên bảo vệ, cá mập trắng lớn đâm vào khiến mình hơi choáng váng. Đứng ngay ra trên mặt biển, ngơ ngác nhìn Hảo Nhân, không hiểu chuyện gì. Kích hoạt bảo vệ tân thủ, đã chặn đứng thành công một đòn tấn công. Hảo Nhân thở phào nhẹ nhõm, con cá mập trắng lớn đột ngột xuất hiện này, xin nữa đã nuốt chửng anh trong một miếng. May mà hiện tại vẫn đang trong thời gian bảo vệ tân thủ của trò chơi, trên bè gỗ là tuyệt đối an toàn. Tôi chọc bạn đấy, xin nữa khiến hai anh em chúng ta chia lìa. Kéo quần lên, thu lại cái bảo bối đang lắc lư. Hảo Nhân chỉ vào con cá mập trắng lớn hung dữ, liền chửi bới om sòm, không phải ai cũng chịu được kích thích như vậy. Cá mập trắng lớn cũng phản ứng lại, dường như đã nhận ra sự kỳ lạ của chiếc bè gỗ, lao đầu xuống nước biển, nhưng từ phần lưng nổi lên mặt nước của nó có thể thấy, nó vẫn chưa từ bỏ, vẫn đang lượn lờ gần đó. Một lúc sau Hảo Nhân mới bình tĩnh quan sát. Cá mập trắng đói bụng, đánh giá, nó là một con vật nhỏ đáng yêu thích cắn đồ. Ồ đúng rồi, chính là nó, người bạn tốt của chúng ta, cá mập trắng nhỏ. Phải làm sao đây? Đang yên đang lành sao lại có cá mập chứ? Nhìn bộ dạng của nó, có vẻ như muốn cạn kiệt sức lực mình. Nhìn con cá mập trắng lượn lờ ở xa, Hảo Nhân nhíu mày. Thời gian bảo vệ tân thủ còn 1 ngày 18 giờ 32 phút. Thời gian bảo vệ tân thủ không còn nhiều. Một khi hết thời gian, nếu con cá mập trắng này vẫn chưa đi thì làm sao đây? Phải nghĩ cách giết hoặc đuổi nó đi. Đúng rồi, cuộn giấy thuần hóa. Hảo Nhân chợt nhớ ra, đạo cụ màu xanh mở ra từ dương tân thủ. Xem thử nào, không phải nói có thể thuần hóa động vật sao? Cuộn giấy thuần hóa, 10% xác suất thuần hóa một con vật. Đánh giá, thuần hóa động vật. Đây là cái gì? Đạo cụ ma thuật à? Kích hoạt thiên phú ông hoàng châu Âu, xác suất sửa thành 100%. Gợi ý, khi sử dụng đạo cụ này,
Người sử dụng cần dùng tay dán cuộn giấy lên cơ thể động vật cần thuần hóa, 3 giây sẽ có hiệu lực. Hiện tại chưa phát hiện động vật nào. Hào Nhân nhìn cuộn giấy trong tay, ngớ người ra, dán bằng tay ư? Có nhầm không vậy? Tưởng là đạo cụ cao cấp gì chứ, lại bắt người ta dán bằng tay. Kẻ thiết kế ngu ngốc nào nghĩ ra vậy? Hỏi thuần hóa cá mập gồm mấy bước? 1. Lấy cuộn giấy thuần hóa ra. 2. Đặt lên người cá mập. 3. Một cú trượt. Thôi, từ bỏ ý tưởng này đi. Mà lúc này, số người online trong toàn trò chơi đã giảm xuống 3,6 tỷ. Từ 100 triệu người đã chắc. Hảo Nhân đoán, phần lớn những người này là do nhảy xuống biển bắt cá, muốn thử vận may. Kết quả xuống rồi không lên được nữa. Không biết có người chơi nào khác cũng gặp cá mập không? Họ giải quyết thế nào? Hảo Nhân mở chế tạo, muốn xem trong đó có công cụ gì có thể đối phó với cá mập trắng. Lao không được, đâm nó một cái cũng chẳng ăn thua gì, chỉ khiến nó hung dữ hơn. Lưới cá không được, lưới làm từ sợi thực vật rất dễ bị xé rách. Dao ngắn 30cm có thể dùng được. Nhưng ai là người bình thường có gan cầm một con dao ngắn dám xuống biển đâm cá mập chứ? Suy đi tính lại, Hảo Nhân thấy bây giờ vẫn nên nâng cấp bè gỗ trước, rồi xem trong giao dịch có ai bán công cụ hoặc vũ khí tốt hơn không. Gỗ S15, yêu cầu 100ml nước ngọt. Cái này mua. Sợi thực vật X10, yêu cầu 150ml nước. Cái này cũng mua. Hảo Nhân giao dịch hai món đồ để nâng cấp bè gỗ. Gỗ và sợi thực vật là vật tư quan trọng. Bản vẽ nâng cấp bè gỗ là mở ra từ dương gỗ. Hàng chục tỷ người trên toàn cầu, số người có bản vẽ nâng cấp chắc chắn không ít. Nhưng may mắn là Hảo Nhân từ dương tân thủ mở ra được một máy tách nước biển. Hiện tại trên toàn thế giới, có lẽ chỉ có mình anh không lo về nước uống. Nước ngọt và thức ăn sẽ là quân bài tẩy lớn nhất của tôi. Đi đấu giá vài thứ trước, đổi lấy một số vật chất cần thiết. Sản phẩm, nước ngọt 1 lít. Người bán Hảo Nhân yêu cầu, gỗ, sợi thực vật. Vũ khí, ghi chú, chi tiết nhắn riêng. Không trả lời là không hài lòng về số lượng. Sản phẩm, thủy sản 3kg. Người bán Hảo Nhân yêu cầu, gỗ, sợi thực vật. Vũ khí, ghi chú, chi tiết nhắn riêng. Không trả lời là không hài lòng về số lượng. Hai tin bán hàng vừa được đăng lên, tin nhắn riêng của Hảo Nhân bắt đầu nhấp nháy. Xem tin nhắn riêng, Hảo Nhân đóng trực tiếp một số tin nhắn vô ích, chọn lọc một số tin hữu ích. Quan sát. Đại ca Hảo Nhân, xin hỏi tôi có 10 đơn vị gỗ, không biết có thể đổi 80ml nước được không? Đại ca, tôi có 20 sợi thực vật, tôi chỉ muốn đổi chút nước uống. Xin chào, tôi có một cây lao sắt tinh, muốn đổi 2kg hải sản của anh. Hảo Nhân lắc đầu. Cây lao này đối với Hảo Nhân có cần cầu xác suất 100%, hiện tại không cần thiết. Hơn nữa anh ta đòi giá quá cao. Tiếp tục xem, cuối cùng dùng 2kg thực phẩm và 550ml nước ngọt, Hảo Nhân đổi được không ít gỗ và sợi thực vật. Vũ khí cũng có một cái. Hiện tại nâng cấp bè gỗ cần vật liệu, gỗ 188, sợi thực vật 95, hoàn toàn đủ để nâng cấp rồi. Vậy thì nâng cấp luôn. Nhìn thuộc tính bè gỗ dưới chân, Hảo Nhân lập tức thấy ba tia sáng lóe lên. Trực tiếp nâng bè gỗ lên 3 cấp. Bè gỗ thông thường, cấp 5, diện tích 8x16m. Nâng cấp, gỗ còn lại 48, cần 70. Sợi thực vật còn lại 20, cần 35. Đánh giá, tuy bè gỗ đã lớn hơn, nhưng nó vẫn là một cái bè gỗ. Bây giờ diện tích bè gỗ đã là 128m² rồi. Nhìn tổng thể dày dặn hơn nhiều. Điều này khiến Hảo Nhân có cảm giác an toàn hơn. Ngay cả khi hết thời gian bảo vệ tân thủ, con cá mập trắng trước mắt muốn đâm nát bè gỗ cũng không dễ dàng gì. Tạm thời không giao dịch nữa, tài nguyên cũng không còn nhiều. Hảo Nhân thử bước đến mép bè gỗ. Con cá mập trắng ở xa chỉ lượn lờ, nhưng không tiến lại gần, mà cũng không rời đi. Có vẻ nó định chờ đợi cơ hội. Máy tách nước biển tiếp tục hoạt động. Hảo Nhân ngồi ở mép bè gỗ, lấy cần câu ra tiếp tục câu cá. Miễn là không thò người ra ngoài bè gỗ, con cá mập trắng này cũng không lao tới. Vừa câu cá vừa gửi tin nhắn trong kênh trò chuyện. Các bạn, từ khi mọi người xuyên không đến giờ, tôi coi như phát triển khá tốt. Tin tôi đi, tôi nên có chút phát ngôn. Tôi biết mọi người rất thiếu thức ăn và nước, nhưng tôi buộc phải nói với mọi người, nếu không bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng rời khỏi bè gỗ. Nguy hiểm trên biển còn nhiều hơn chúng ta tưởng. Gửi một lần trong kênh thế giới, gửi 10 lần trong kênh khu vực. Hảo Nhân làm vậy chỉ là làm một con người, nhắc nhở đồng loại một cách thiện chí mà thôi. Trời ơi, đó là xương cá mập phải không? Trông có vẻ ngon quá. Bạn đang bịa đặt, lừa dối, tưởng tượng, bịa chuyện, không lời nào tả xiết, vô phương cứu chữa. Cảm ơn đại ca Hảo Nhân đã nhắc nhở. Hôm nay tôi còn định xuống biển bắt cá. Cái cần câu kia cũng quá không đáng tin. Không ngờ dưới biển lại có cá mập. Tôi phải cẩn thận một chút. Này này này, bạn đăng ảnh cá mập thì đăng ảnh cá mập. Sao phía sau lại có ảnh xúc xích nóng vậy? Cá mập cá mập. Nhanh lên, tôi sắp chết đói rồi. Nhanh lên, cho tôi một con cá mập để ăn đi. Người chơi nghiêm túc đấy à? Sao lại nhắc nhở và dụ dỗ thế? Nhanh, dao của tôi đâu? Tôi đi lấy. Nhìn phản hồi của mọi người, Hảo Nhân không quan tâm đến việc câu cá. Trong trạng thái chán nản, lướt qua những tin nhắn chưa đọc. Một tin nhắn riêng từ một người chơi nữ, tên là Châu Lâm Thụy, thu hút sự chú ý của Hảo Nhân. Mọi người yên tâm, tôi không phải vì avatar mặt một quá đẹp của cô ấy mà nhấp vào xem đâu. Nếu không thấy avatar người ta, bạn có nhấp vào không? Đại ca Hảo Nhân xin chào, thấy anh đang giao dịch trên đấu giá, tôi có một thứ coi như là vũ khí, không biết anh có hứng thú không? Gây điện tê liệt năng lượng mặt trời, màu trắng, có 5% xác suất gây hiệu ứng tê liệt. 5 giây, đánh giá. Sạc 5 tiếng, phóng điện 5 giây, cảm giác bị điện giật đã dần xuất hiện. Hảo Nhân đọc mô tả bỗng thấy hứng thú. Xem qua bao nhiêu vũ khí trong mục đấu giá, tất cả đều không có hậu tố màu sắc. Vũ khí này của cô ấy lại là cấp độ trắng. Vũ khí này nhất định phải lấy được.
bất kể xác suất thấp thế nào, đối với tôi đều là 100%. Suy nghĩ một lúc, Hảo Nhân trả lời, vũ khí này bình thường thôi, quá vô dụng. Chỉ có 5% xác suất gây hiệu ứng tê liệt. Bạn muốn đổi gì? Tuy vô dụng, nhưng chắc cũng có chút tác dụng chứ. Ví dụ như, được rồi, tôi muốn đổi 3 lít nước. Châu Lâm Thụy lắp bắp. Cô ấy thực sự không nghĩ ra hiệu ứng tê liệt với xác suất 5% có thể làm được gì. Thực ra cô ấy cũng đã thử, mấy lần không có hiệu quả gì. Ngược lại tốn mất mấy tiếng đồng hồ. Hừ hừ, bạn cũng biết nó vô dụng nhỉ. 3 lít không thể, tôi còn không có 3 lít. Tôi nhiều nhất chỉ có thể cho 1 lít. Dù sao cũng là vũ khí màu trắng. 1.500ml nước ngọt, cộng thêm một cây xúc xích bạn vừa ăn. Nhìn tin nhắn trong khung chat, Hảo Nhân không nhịn được cười. Hóa ra là muốn ăn xúc xích à? Được, tối nay giao dịch với bạn. Bây giờ tôi còn bận cái này. Gậy điện tê liệt, năng lượng mặt trời Hảo Nhân chắc chắn phải lấy được. Chỉ là phải đợi đến tối, sau khi máy tách nước biển tạo ra nhiều nước ngọt hơn, mới có thể giao dịch. Được ạ, được ạ. Cảm ơn đại ca. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Hảo Nhân, không dám làm phiền nữa. Còn bên này Hảo Nhân lại múc thêm ít nước biển, đổ vào máy tách nước biển. Nước tiếp tục tạo ra, cá tiếp tục câu. Một mảnh san hô, một con ốc biển, một con nghiêu. Hảo Nhân nhìn con cá mập trắng lớn đang lượn lờ ở xa, trong lòng dần hình thành một kế hoạch. Muốn giết chết con cá mập này. Với tình trạng hiện tại của Hảo Nhân là không thể. Đổi cũng không đổi được, đánh cũng không đánh lại, chỉ có thể nghĩ cách bắt làm đàn em. Dùng để kéo bè gồ cũng không tệ, chỉ cần có được gậy điện tê liệt năng lượng mặt trời, dựa vào hiệu ứng tê liệt 5 giây với xác suất 100%, rồi dùng cuộn giấy thuần hóa chắc là được. Hảo Nhân chép miệng, lý tưởng thì đẹp đẽ, nhưng thực tế lại khắc nghiệt. Vì sai số tuyệt đối không được quá 2 giây, vẫn nên lấy được gậy điện đã rồi tính tiếp. Mặt trời nóng bỏng tiếp tục thiêu đốt trên biển, không có gì che chắn, nước mất đi rất nhanh. Hảo Nhân chợt nhớ ra, trong kho còn một vật dụng thần kỳ không thể thiếu khi đi ngoài trời hè, kem chống nắng Gozon, sử dụng chất lỏng màu trắng sữa, chỗ nào bị nắng thì bôi chỗ đó. Trước đây ghét nhất là dùng mấy thứ chai lọ này, không ngờ bôi lên người tuy hơi nhờn, nhưng da lại có cảm giác mát mẻ. Hảo Nhân tiếp tục câu cá, chiều tà đến, hoàng hôn nối liền biển và trời, cả thế giới phản chiếu màu đỏ nhạt. Hoàng hôn đẹp vô hạn, chỉ là có cá mập, tỷ lệ thành công 100%, giúp Hảo Nhân thu thập không ít vật tư. Sau khi cho tất cả vào kho, 30 ô vật phẩm chỉ còn lại 3-4 ông tài nguyên, loại 1 như gỗ, thức ăn 5, nhiều nhất chỉ có thể trồng đến 100 cái, qua số đó phải dùng ô vật phẩm thứ 2, dấu cộng nâng cấp không thể nhấp vào. Có lẽ cần vật phẩm đặc biệt nào đó. Máy tách nước biển sau hơn chục tiếng, cho ra 1.200ml nước ngọt, 29g muối thô, cộng với 450ml nước ngọt còn trong kho, đủ rồi, có thể giao dịch. Đã có nước ngọt, cũng có xúc xích, cây điện còn không? Còn, tôi giao dịch với bạn ngay. Trên một chiếc bè gỗ tàn tạ, một cô gái tuy bề ngoài trông có vẻ chật vật, nhưng vẫn có thể thấy thân hình cao ráo và khuôn mặt xinh đẹp, đang ngồi trên đó. Chu Lâm Thụy có vẻ đã chờ đợi tin nhắn từ lâu, trả lời rất nhanh. Giao dịch thành công, bạn nhận được gậy điện tê liệt năng lượng mặt trời, cấp độ trắng. Sau khi giao dịch thành công, Chu Lâm Thụy lại gửi tin nhắn. Anh Hảo Nhân, thật sự cảm ơn anh quá. Hai ngày nay em chưa ăn gì tử tế. Sau này nếu còn cơ hội giao dịch, xin anh chiếu cố em nhé. Không có gì, chỉ là các bên cùng có lợi thôi. Cách xưng hô từ đại ca thành anh, trong từng câu chữ của Chu Lâm Thụy đều thể hiện cô ấy muốn rút ngắn khoảng cách với Hảo Nhân, nhưng lại không nói thẳng ra. Hảo Nhân không nghĩ nhiều, cẩn thận quan sát vũ khí trong tay. Gậy điện tê liệt năng lượng mặt trời, cấp độ trắng, có 5% xác suất gây trạng thái tê liệt 5 giây. Đánh giá, sạc 5 giờ, phóng điện 5 giây, cảm giác bị điện giật đã dần xuất hiện. Thông báo, pin hiện tại đầy đủ. Khi sử dụng vui lòng áp sát mục tiêu, khi sử dụng dưới nước, đảm bảo mục tiêu trong phạm vi 3m và bản thân phải thoát khỏi nước, tránh tự làm bị thương. Phát hiện đạo cụ xác suất kích hoạt thiên phú ông hoàng châu Âu. Xác suất được sửa thành 100%. Dưới nước trong phạm vi 3m à, khoảng cách này hơi khó kiểm soát. Hảo Nhân từ từ tiến đến mép bè. Con cá mập trắng ở xa cũng luôn quan sát, Hảo Nhân thấy nó tiến đến mép bè. Rõ ràng đã bơi về phía bè một lúc, cũng đã tiến lại gần, nhưng nó không tiến quá gần. Nó đang chờ thời cơ, như sói trên thảo nguyên. Cũng khá thông minh nhỉ. Hảo Nhân nhận ra con cá mập này không thấy thỏ. Cách làm của đứa con không thả diều, không nhịn được chửi thầm một tiếng. Thôi, tiếc con không bắt được sói. Hảo Nhân đánh liều, từ từ ngồi xuống, đưa cẳng chân lông lá của mình ra ngoài bè gỗ, lướt trên mặt biển. Lại đây nào cá mập con, mau đến chơi nào. Hảo Nhân thật sự liều lĩnh, nhưng cá mập trắng của Nhiên không nhịn được, lại lao vút tới. Tốc độ rất nhanh, nhanh thế này không kịp ra tay rút về. Ngay lúc nãy, Hảo Nhân định khi cá mập trắng lao tới sẽ nhét gậy điện xuống biển, nhưng vừa định ra tay đã thấy một cái miệng khổng lồ xuất hiện trước mặt. Cá mập trắng này quá nhanh, Hảo Nhân chỉ kịp vội vàng rút chân lại, kích hoạt bảo vệ tân thủ, đã chống đỡ thành công một đòn tấn công. Hảo Nhân lại đưa chân ra ngoài bè. Cá mập còn tiếp tục nào, tiếp tục liều, có vẻ như cảm nhận được sự khiêu khích của Hảo Nhân. Cá mập trắng quay đầu lao tới lần nữa, kích hoạt bảo vệ tân thủ, đã chống đỡ thành công một đòn tấn công. Cắn không được, cắn không được, cá mập trắng lại rời đi. Hảo Nhân lại đưa chân ra ngoài bè. Lại đây này, đứng trên bè gỗ, Hảo Nhân kéo ống quần lên đến đùi, lắc qua lắc lại. Cá mập trắng có vẻ đã phát điên, lần này không rời đi nữa, điên cuồng đâm vào màn sáng trắng bên ngoài bè. Cơ hội tốt, đi nào Pikachu. Hảo Nhân dùng sức ấn nút trên gậy điện năng lượng mặt trời gây tê liệt. Cá mập trắng lao tới đột nhiên co giật, miệng phát ra tiếng kêu lạ không rõ, rơi vào trạng thái tê liệt. Theo quán tính, cá mập trắng vẫn đâm vào mép bè. Trạng thái tê liệt có hiệu lực 5 giây,
Chính là lúc này, Hào Nhân lấy cuộn giấy thuần hóa từ kho, ấn mạnh lên người nó. Đang sử dụng cuộn giấy thuần hóa, tỷ lệ thành công 10%, phát hiện đạo cụ xác suất, sửa xác suất thành 100%. Bắt đầu đếm ngược 3, 2, 1. Hào Nhân vô cùng lo lắng, trạng thái tê liệt kéo dài 5 giây, vừa ấn cuộn giấy thuần hóa lên, đã qua khoảng 2 giây, cũng không biết có thuần hóa thành công không. Ngay lúc này, hệ thống phát ra một âm thanh tuyệt vời, thuần hóa thành công, hãy đặt tên cho đồng đội của bạn. Nghe thấy thông báo thành công, Hào Nhân thở phào nhẹ nhõm, nhưng để đảm bảo an toàn, Hào Nhân vẫn lùi về giữa bè gỗ trước. Cá mập trắng trước mắt đã hết trạng thái tê liệt. Lúc này vẻ hung dữ trong mắt nó đã biến mất, giờ đây hiền lành như một chú chó Siber, cái miệng to đầy răng, trông cũng không còn đáng sợ nữa, ngược lại có cảm giác hơi ngốc nghếch. Trạng thái này chắc là đã thuần hóa thành công. Thú cưng cá mập trắng chưa đặt tên. Mô tả: cá mập trắng vừa trưởng thành, có thể hiểu lời chủ nhân, hiện đang rất đói. Độ trung thành 50%, nếu độ trung thành dưới 1% sẽ bỏ trốn, thậm chí có thể ăn thịt bạn. Đánh giá: chủ nhân của tôi trông ngon quá, còn có cả độ trung thành nữa sao? Sao cầm? Hào Nhân hơi ngớ người, lấy từ kho ra 4 đến 5 con cá chim. Đó lấy này, cho ngươi, ném những con cá chim trong tay qua. Cá mập trắng há miệng to, bắt được tất cả không sót con nào, tỏ ra rất linh hoạt. Sau khi ăn xong, cá mập trắng vẫn nhìn Hào Nhân đầy thèm thuồng, còn có ý xin thêm, thú cưng của bạn cảm thấy mấy con cá này quá ít, chưa đủ để nhét kẽ răng. Trời ơi, 4 con đủ cho tôi ăn cả ngày rồi. Hào Nhân đau lòng tiếp tục cho ăn hải sản. Cái tên tham ăn này, càng cho ăn càng nhiều, cuối cùng cho ăn khoảng hơn 10 con, nhưng độ trung thành đã tăng lên 55%. Tôi cũng không còn nhiều nữa, lát nữa cậu tự xuống biển săn mồi đi. Vì cậu ăn nhiều như vậy, lại còn dễ thương nữa, sau này gọi cậu là Hào Béo nhé. Hào Nhân gật đầu, cảm thấy mình là thiên tài đặt tên. Đặt tên thành công, cá mập trắng được đặt tên là Hào Béo. Tốt lắm, tốt lắm. Sau này làm dây thừng xong, có thể để Béo làm tài xế, bè gỗ sẽ không phải trôi dạt theo gió nữa. Hào Nhân mỉm cười, gọi Béo lại đây. Lại đây cưng, đến bên cạnh tôi nào. Đợi đến khi Béo bơi đến dưới chân mình, Hào Nhân với vẻ mặt hiền từ bỗng giơ cao tay lên, tát một cái vào đầu Béo, phát ra một tiếng đùng. Tao cho mày một cái tát. Trời ơi, lúc trước cắn tao suýt dọa chết tao, thằng em tao suýt nữa cũng bỏ tao luôn. Béo nhìn Hào Nhân lơ ngơ, không hiểu chuyện gì, nhưng dám tát cá mập một cái. Hào Nhân quả thực là người đầu tiên trong lịch sử, độ trung thành của Béo giảm 1%, hiện tại độ trung thành 54%. Không phải chứ, thế này mà cũng giảm độ trung thành à? Cậu tự đi săn mồi trong biển đi, sáng mai quay lại là được. Nhận được lệnh của Hào Nhân, Béo lao đầu xuống nước, không biết đi săn mồi ở đâu. Tiếp theo lại đến thời điểm vui vẻ nhất mỗi ngày rồi, lấy bếp đơn giản ra từ kho đồ. Chủ đề hôm nay là lầu hải sản tự chọn. Một hồi thao tác dồn dập, 3 phút sau Hào Nhân đã kết thúc. Ừ không đúng, là bữa tối đã kết thúc. Ôi hôm nay quên đăng lên mạng xã hội rồi, sơ suất quá. Hào Nhân nói với vẻ tiếc nuối, ăn no uống đủ, buổi tối câu cá đến tận khuya. Sáng sớm hôm sau, thông báo hệ thống vang lên đúng giờ. Đánh giá thu thập vật tư hôm qua, đánh giá nâng cấp phương tiện hôm qua, vật tư nhận được 153 điểm sinh tồn, nâng cấp nhận được 90 điểm sinh tồn, tổng cộng điểm sinh tồn 243 dấu cộng 38 dấu bằng 281. Cửa hàng của tôi hiện giờ là cấp 1, sau khi mua dương tân thủ không còn gì khác để mua, chỉ có thể để dành. Bây giờ muốn nâng cấp cửa hàng vẫn cần nâng cấp phương tiện. Hy vọng cửa hàng cấp 2 sẽ có một số thứ đáng mong đợi. Hào Nhân mở kênh trò chuyện, thấy số người online trên kênh thế giới từ 3,6 tỷ giảm xuống 3,4 tỷ. Kênh khu vực từ 10.000 người giảm xuống 8.342 người. Lại loại bỏ nhiều người vậy sao? Có vẻ cần phải nâng cao khả năng tấn công của mình rồi. Đợi đến khi hết thời gian bảo vệ tân thủ, sẽ không còn lá chắn bảo vệ nữa. Tục ngư có câu, tích trữ lương thực không tích trữ vũ khí, sớm muộn cũng bị cướp sạch. Mà lúc này trên giao diện trò chơi, thời gian bảo vệ tân thủ còn 23 giờ 13 phút. Hào Nhân xem qua tin nhắn trò chuyện trước, đã có không ít người giải quyết được vấn đề nước và thức ăn. Mặc dù xác suất 1% của cần câu tân thủ thấp, nhưng sau 2 ngày cũng câu được không ít thứ. Nếu may mắn câu được dương báu, còn có thể trực tiếp mở ra nước ngọt và thức ăn, hoặc bản vẽ nâng cấp bè gỗ 5. Sau khi giải quyết thức ăn và nước uống, mọi người đều biết nâng cấp bè gỗ, mà nâng cấp bè gỗ lại cần rất nhiều gỗ và sợi thực vật. Chỉ dựa vào cần câu thì số lượng vẫn rất ít, nên dẫn đến hiện tại toàn bộ thị trường giao dịch đang trong tình trạng cung không đủ cầu, khiến giá gỗ và sợi thực vật tăng vọt. Giá cao đến mức không tưởng, trước đây 100ml nước đổi được 15 đơn vị gỗ, bây giờ 1 lít nước mới đổi được. Hiện tại trong kho tôi còn gần 2 lít nước ngọt, 8kg thức ăn, cần câu còn một ngày nữa sẽ biến mất, nên thức ăn không thể giao dịch nữa, nước thì có thể giao dịch một ít. Thực ra Hào Nhân muốn xem trong giao dịch có đạo cụ cấp độ trắng hoặc chất lượng cao hơn không. Những đạo cụ này có giải từ tính, nếu là loại giải từ tính có xác suất, đối với Hào Nhân đó là đạo cụ hoàn hảo nhất. Nhưng trong giao dịch toàn là đạo cụ cơ bản, hoàn toàn không thấy đạo cụ có màu sắc. Hào Nhân thở dài, không tiếp tục duyệt nữa, mà trực tiếp đăng giao dịch lên đấu giá. Sản phẩm, nước ngọt 1 lít, người bán, Hào Nhân, yêu cầu, các loại đạo cụ, chỉ cần chất lượng trắng trở lên. Ghi chú, không có, xin đừng làm phiền, đạo cụ chất lượng trắng, phần lớn đều có hiệu ứng đặc biệt. Người có được nếu không thiếu nước thiếu lương thực. Tạm thời cũng không giao dịch, nên sau khi Hào Nhân đăng thông tin đấu giá, cũng không có nhiều người nhắn tin riêng cho anh. Một ngày bình thường lại bắt đầu, đây cũng là ngày cuối cùng của thời gian bảo vệ tân thủ. Hào Nhân ngồi bên bè gỗ tiếp tục câu cá, người này trông có vẻ quen mắt. Avatar của người gửi tin nhắn riêng là một người đàn ông trung niên, tên là Thang Ngọc Thành, khoảng hơn 40 tuổi, trông chín chắn ổn định, rất có sức hấp dẫn.
Trước khi Xuyên Không hình như là quản lý cấp cao của một công ty nào đó, rất nổi tiếng ở thành phố Nam Kinh nơi Hảo Nhân sống, có thể coi là một người có tiền có quyền. Chào cậu Hảo Nhân, tôi là Thang Ngọc Thành. Tin rằng cậu đã từng nghe nói về tôi có vài chuyện muốn nói chuyện với cậu. Nhận được xin hãy trả lời. Xin chào, có chuyện gì vậy? Thật tốt khi thấy cậu trả lời. Trước đây, tôi thấy tin nhắn của cậu hai lần trên kênh Thế Giới và Khu Vực. Thực sự khiến tôi hơi sốc. Tình cờ tôi phát hiện, cậu và tôi lại tình cờ ở cùng một khu vực, nên tôi mới tìm cậu. Hảo Nhân không trả lời, hai lần tin nhắn trước trên kênh trò chuyện. Chắc chắn khiến không ít người nhớ anh. Nhìn tin nhắn của Thang Ngọc Thành, biết ông ta chắc chắn còn điều muốn nói. Không biết cậu Hảo Nhân có phát hiện kênh Khu Vực có đặc điểm gì không? Đặc điểm thì tôi chưa để ý. Ông Thang có gì cứ nói thẳng. Đến Thế Giới này 2 ngày rồi. Sau 2 ngày nghiên cứu, tôi có thể khẳng định những người trong kênh Khu Vực lần Xuyên Không này hầu như toàn là công dân thành phố Nam Kinh. Nói cách khác, người cùng một khu vực ở thế giới cũ. Khi Xuyên Không đến thế giới này, về vị trí vẫn là người cùng một khu vực. Hảo Nhân hơi ngạc nhiên, anh chưa để ý đến những người khác trong khu vực. Chỉ cần ai đó gửi tin nhắn, đều có thể thấy avatar và tên thật. Nhưng trước đây Hảo Nhân cũng là một otaku chính hiệu, cũng chẳng có bạn bè gì, không biết người khác cũng là chuyện bình thường. Dù là người Nam Kinh, thì có liên quan gì đến tôi đâu. Anh Hảo Nhân, ý tôi là chúng ta đều cùng một dân tộc, lại đều là người thành phố Nam Kinh. Đối mặt với khó khăn trước mắt nên giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ nhau mới có thể vượt qua khó khăn. Tôi ở thành phố Nam Kinh cũng là một người nổi tiếng, với danh tiếng của tôi cũng có thể được mọi người tin tưởng. Vì vậy tôi đặc biệt tổ chức một liên minh, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, muốn để tất cả mọi người đều có thể sống sót. Bây giờ đặc biệt mời anh tham gia, không biết ý anh thế nào? Tham gia liên minh? Hảo Nhân hơi ngạc nhiên, lúc này tham gia liên minh có tác dụng gì? Mọi người ở trên biển mênh mông này không thể nhìn thấy nhau, làm sao hỗ trợ? Thấy Hảo Nhân lâu không trả lời, Thang Ngọc Thành tiếp tục nhắn tin riêng. Tham gia liên minh, khi anh cần gấp thức ăn và nước ngọt, liên minh sẽ trong điều kiện cho phép cung cấp cho anh một số vật tư, đối với anh tuyệt đối không có hại. Đây quả là một điều kiện rất tốt. Nhìn tin nhắn, Hảo Nhân thầm suy nghĩ ý của Thang Ngọc Thành. Nhưng trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, hiện giờ mọi người đều xuyên không đến biển cả, không có sự ràng buộc của luật pháp, dù có người tốt bụng, Hảo Nhân lúc này cũng không dễ dàng tin tưởng. Tham gia liên minh tôi cần làm gì không? Nói vậy, anh Hảo Nhân là muốn tham gia liên minh phải không? Vậy đương nhiên là tốt nhất. Tâm ý ban đầu của tôi khi tổ chức liên minh là giúp đỡ lẫn nhau, đảm bảo những người trong khu vực này của chúng ta đều có thể sống sót, tránh xảy ra tình trạng thương vong. Hiện tại người đồng ý tham gia liên minh đã có hơn 1.000 người rồi. Nếu anh thiếu thức ăn nước uống hoặc công cụ vũ khí sinh tồn 5 năm, tôi sẽ tập hợp sức mạnh của mọi người thông qua giao dịch trong giao diện trò chơi, cung cấp cho anh một số vật tư. Nhưng nếu anh có nhiều vật tư thì cần anh thông qua giao dịch nộp những vật tư tạm thời không dùng, giao cho liên minh quản lý thống nhất phân phối cho những người cần nhất, khi anh cần sẽ trả lại cho anh. Anh Hảo Nhân, hiện tại có vẻ vật tư rất dồi dào, nộp một phần cho liên minh để tôi đi giúp đỡ những người khó khăn hơn, không phải tốt hơn sao? Nhìn đoạn chat dài trong khung trò chuyện, Hảo Nhân cười lạnh một tiếng, thì ra là đang chờ tôi ở đây. Quản lý thống nhất, chẳng phải vì phát hiện tôi có nhiều vật tư dư thừa, điều kiện sống rất tốt, muốn nhắm vào vật tư của tôi sao? Đẳng cấp gì? Chơi trò với tôi. Hảo Nhân từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, hiểu sâu sắc một đạo lý, không có lòng tốt đường một, cũng không có người tốt trong cảnh khốn cùng. Thang Ngọc Thành này tuyệt đối không phải người đơn giản. Hảo Nhân tiếp tục trả lời, xin lỗi, vật tư của tôi không nhiều, cũng không cần tham gia liên minh. Cảm ơn ý tốt của anh. Anh Hảo Nhân tầm nhìn hẹp rồi. Tôi hy vọng anh đừng nghĩ nhiều, vật tư không phải cho cá nhân tôi, mà là nộp để giúp đỡ nhiều người hơn. Thế này đi, anh cũng đừng vội từ chối. Suy nghĩ kỹ khi nào muốn tham gia liên minh, chúng tôi luôn hoan nghênh. Thang Ngọc Thành thấy Hảo Nhân từ chối, cũng vội vàng trả lời. Diêm Hạ cũng không nói chắc chắn, mà để lại dư địa. Hảo Nhân đóng giao diện trò chơi, không tiếp tục trả lời về việc nộp vật tư. Đây hoàn toàn là chuyện không thể. Hơn nữa số lượng vật tư thu được còn liên quan trực tiếp đến điểm sinh tồn hệ thống thưởng ngày hôm sau. Giao vật tư cho người khác, chắc chắn mình sẽ không được tính điểm sinh tồn. Tác dụng hiện tại của điểm sinh tồn là mua dương báo tân thủ trong cửa hàng, nhưng sau này cấp cửa hàng cao hơn, biết đâu còn có tác dụng khác. Hiện tại Hảo Nhân không thiếu vật tư, không ham gia nhập cái gọi là liên minh này, hơn nữa cũng không có thói quen giao mạng sống cho người khác. Đối mặt với nguy hiểm chưa biết, vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng, phòng bị chu đáo. Bây giờ ngoài gậy điện năng lượng mặt trời, tôi thực sự không có vũ khí đặc biệt nào khác. Chế tạo vài vũ khí phòng thân trước đã. Chế tạo dao ngắn thành công, mất 2 khối sắt, nhận được 1 con dao ngắn. Chế tạo lưới đánh cá thành công, mất 10 sợi thực vật, nhận được 1 tấm lưới đánh cá. Dao ngắn có thể phòng thân, lưới đánh cá sau khi cần câu tân thủ biến mất, có thể sẽ dùng được. Hơn nữa tôi còn có 1 con thú dữ thật sự, thân dài hơn 3 mét, miệng to như cái chậu, đủ để đối phó với nguy hiểm thông thường rồi. Lúc này trên một mặt biển yên tĩnh khác, một người đàn ông trung niên mặc VC đứng trên một bè gỗ rất lớn, trông có vẻ rộng ít nhất vài chục mét vuông. Người này chính là Thang Ngọc Thành đã nhắn tin riêng cho Hảo Nhân trước đó. Lúc này sắc mặt anh ta âm trầm, đang nhắn tin riêng với một người. Thất bại rồi, anh ta không đồng ý. Ô vậy sao? Không ngờ thằng nhóc này còn khá lanh lợi, tạm thời không quản anh ta. Dù sao chúng ta đã lôi kéo được hơn 1.000 người, vật tư trong tay chúng ta mấy người chắc chắn vượt xa người khác. Vậy chúng ta lại đi tìm người khác, cố gắng kiếm thêm vật tư, thức ăn, nước ngọt, vũ khí, gỗ và sợi thực vật. Đây là trọng điểm. Tôi biết rồi, anh cũng vậy. Chúng ta ưu tiên nâng cấp bè gỗ của mình. 2 ngày nay tôi thường thấy sinh vật hung dữ trong biển, bây giờ còn trong thời gian bảo vệ tân thủ. Một khi hết thời gian bảo vệ, chỉ có bè gỗ cấp cao mới đảm bảo an toàn cho chúng ta. Cái này tôi biết. Vậy những thành viên thường của liên minh thì sao? Những người sắp chất đói chất khát ấy, cho đại khái chút là được. Còn gỗ, sợi thực vật, khối sắt và vũ khí phải tích trữ lại, không được để thất thoát. Được rồi, tôi đi làm việc đây. Cẩn thận nhé.
Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày bảo vệ tân thủ, chỉ còn chưa đầy 1 ngày nữa. Một khi hết thời gian bảo vệ tân thủ, số người chết có thể tăng vọt. Lúc này Hảo Nhân cũng chỉ ăn qua loa vài món, cũng không có tâm trạng chia sẻ món ngon của mình trong kênh trò chuyện. Đêm khuya đã đến, nhưng trằn trọc khó ngủ. Thời gian bảo vệ tân thủ còn lại 6:02, chỉ còn vài giờ nữa, nguy hiểm sẽ ập đến. Xem thử động thái của người khác thế nào. Mở kênh trò chuyện, nhưng phát hiện bên trong đã loạn cả lên rồi. Thu mua gỗ, thu mua sợi thực vật, giá cả phải chăng, đến đây vui vẻ nào. Sáng mai thời gian bảo vệ tân thủ sẽ kết thúc. Chúng ta đã thấy những nguy hiểm trong biển, đàn cá mập đông không đếm xuể. Bây giờ có lá chắn bảo vệ, ngày mai sẽ không còn nữa. Mọi người nhất định phải nâng cấp bè gỗ của mình. Có ai tốt bụng tặng tôi chiếc gỗ không? Bè gỗ của tôi mới cấp 1, tôi đang hoảng loạn quá. Đến giờ tôi vẫn chưa có bản vẽ nâng cấp bè gỗ. Tôi sắp nổ tung rồi, biển cả ơi xin hãy phù hộ cho tôi. Tôi sẵn sàng tuân theo ý muốn của ngài. Chân tôi bị cá mập cắn mất rồi, đau quá đi mất. Hừ, tất cả yêu ma quỷ quái đều chỉ là cọc giấy. Hàng tỷ người chơi, có người tự tin tràn trề, có người tuyệt vọng cùng cực, có người không thèm quan tâm, có người cầu xin khẩn khoản, cũng có người làm những điều điên rồ cuối cùng. Ngày mai tất cả sẽ được hé lộ. Thật đúng là đủ loại người, muôn hình vạn trạng, nhưng tôi tuyệt đối không thể mềm lòng. Dù tôi rất dịu dàng, luật chơi sau này chắc chắn sẽ thay đổi. Lúc đó con người mới là đáng sợ nhất. Tôi phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo, tạm thời không lo nữa. Còn vài giờ nữa, phải nghỉ ngơi cho tốt, lấy lại tinh thần để đối phó với biến cố ngày mai. Nói đến đây, Hảo Nhân liền lặng lẽ đi nghỉ. Bởi vì từ ngày mai, muốn ngủ một giấc ngon là điều không thể. Các người chơi chú ý, hệ thống nhắc nhở. Thời gian bảo vệ tân thủ còn 3 phút. Nghe thấy thông báo, Hảo Nhân giật mình tỉnh giấc. Còn 3 phút nữa là hết thời gian tân thủ. Cần câu sẽ biến mất. 3 ngày điên cuồng câu cá này, cộng với vật tư trao đổi, phải tranh thủ thống kê lại. Mở bảng trò chơi, thống kê lại kho đồ, trước đó câu được không ít rác. Hảo Nhân đã vứt đi rồi, dù vậy, 30 âu vật phẩm của anh cũng đầy áp. Dương gỗ cũng đã mở hết. Loại dương tầm thường này, chỉ có thể mở ra vật phẩm cấp thấp. Hảo Nhân lấy ra 6 dương gỗ, mở tất cả, bật lửa X2, rượu ngưu lan sơn X1, Sinicasi X2, thuốc lá nam kinh đỏ X1. Trời ơi, vừa thuốc vừa rượu, tôi đã cài thuốc cài rượu nhiều năm rồi. Với những thứ mở ra, Hảo Nhân hơi ngán ngẩm, tạm thời chưa dùng được, cho vào kho. 6 dương gỗ còn được phân giải thành 12 gỗ. Bây giờ gỗ và sợi thực vật đã đủ, Hảo Nhân định nâng cấp bè gỗ lần nữa, xem có thể lên được mấy cấp. Nâng cấp. Bè gỗ dưới chân rung chuyển dữ dội, sau đó ánh sáng lóe lên, liên tiếp lên 4 cấp. Bè gỗ tinh xảo, cấp 9. Diện tích 13 x 20 m. Nâng cấp, gỗ còn lại 31. Cần 111, sợi thực vật còn lại 11. Cần 50, đánh giá, chống nước, chống cháy. Không chống được cướp. Sau khi nâng cấp, kho đồ chống ra nhiều, nhưng bè gỗ này vẫn thiếu một chút nữa mới lên cấp tối đa. Cửa hàng cũng chưa thể nâng cấp, tiếc quá, vẫn còn thiếu một chút. Nhưng cũng đã hài lòng rồi. Qua kênh trò chuyện, Hảo Nhân biết bè gỗ của hầu hết mọi người vẫn chỉ ở trạng thái cấp 1, cấp 2. Thông báo toàn cầu, thời gian bảo vệ tân thủ sẽ kết thúc sau 3 phút. Sau 3 phút, trò chơi hàng hải toàn cầu sẽ cập nhật. Lần cập nhật này bổ sung chức năng bản đồ khu vực, có thể thấy địa hình mặt biển trong khu vực. Bổ sung chức năng bạn bè, là bạn bè trong cùng khu vực, có thể thấy vị trí của nhau trên bản đồ. Mỗi khu vực sẽ xuất hiện một đảo kho báu. Hãy tìm đảo kho báu trên bản đồ, tự do khám phá trên đảo. Đảo kho báu sẽ chìm xuống biển sau 15 ngày. Đồng thời tất cả sinh vật biển bắt đầu biến dị, bao gồm nhưng không giới hạn kích thước cơ thể, khả năng, trí thông minh, tính hung dữ cũng mạnh hơn. Các người chơi sống sót đến hiện tại, hãy chuẩn bị sẵn sàng, trò chơi chính thức sắp bắt đầu. Đếm ngược 2 phút 30 giây, trong đầu Hảo Nhân liên tục vang lên tiếng nhắc nhở. Từng thông tin được tuôn ra như vỡ oa. Không ngờ khi kết thúc giai đoạn tân thủ, trò chơi lại có những thay đổi lớn như vậy. Lúc này kênh trò chuyện đã nổ tung, toàn là những bình luận hoảng sợ, điên cuồng mong đợi. Tin nhắn cuộn quá nhanh khiến người ta không thể đọc kịp. Chức năng bản đồ, đảo kho báu. Chức năng bạn bè, sinh vật biển biến dị. Sau khi tìm hiểu, đại khái có 4 nội dung này. Chức năng bản đồ và bạn bè có lẽ là công cụ hỗ trợ trò chơi. Sinh vật biển biến dị và hung dữ hơn. Hảo Nhân nghĩ với độ bền hiện tại của bè gỗ, có lẽ cũng không có vấn đề gì lớn. Còn về đảo kho báu, nghe tên đã biết là gì rồi. Sau khi trò chơi cập nhật xong, chắc chắn phải lên đó xem có kho báu gì. Đảo kho báu sẽ chìm xuống biển sau 15 ngày. Có lẽ trò chơi không muốn người chơi ở mãi trên đảo, để tránh cơn bão biển sau 30 ngày. Không nói gì khác, đảo là đất liền, trên đó chắc chắn có rất nhiều thực vật. Lúc đó lượng gỗ và sợi thực vật chắc chắn sẽ dồi dào. Hảo Nhân vội vàng từ chế tạo, dùng 10 sợi thực vật làm một sợi dây thừng dài và to. Tiểu Mập lại đây, cho mày mặc cái áo. Tiểu Mập ngốc nghếch, tưởng có gì ngon ăn, lắc lư đầu bơi lại. Đợi nó đến gần, quấn dây thừng quanh người Tiểu Mập vài vòng, cảm giác giống như dây thừng vậy. Với tốc độ của Tiểu Mập, lát nữa khi trò chơi cập nhật xong, sau khi đảo kho báu xuất hiện, tao chắc chắn có thể đến đó nhanh nhất. Tiểu Mập sẽ đi theo chỉ dẫn của tao, ngoan ngoãn thì thường cho mày vây cá hộp. Nghe đến đây, Tiểu Mập tỏ ra rất vui vẻ, đầy nhiệt huyết. Chẳng mấy chốc tiếng đếm ngược lại vang lên. Đếm ngược 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trò chơi cập nhật hoàn tất. Chức năng bản đồ, chức năng bạn bè đã mở. Sinh vật biển bắt đầu biến dị. Đảo kho báu khu vực đã xuất hiện. Cần câu tân thủ đột nhiên xuất hiện trong tay, rồi vỡ tan thành bụi, bay theo gió. Đối với cần câu thần kỳ có xác suất kích hoạt 100% này biến mất như vậy, thật đáng tiếc. Không kịp tiếc nuối,
Hảo Nhân nghe thấy nhắc nhở, vội vàng mở giao diện trò chơi. Trước mắt liền tiếp hiện ra hai khung. Thang Ngọc Thành muốn thêm bạn làm bạn bè, có đồng ý không? Chu Linh Thúy muốn thêm bạn làm bạn bè, có đồng ý không? Hai người này tay nhanh thật. Hảo Nhân giơ ngón tay lên, lớn tiếng gọi Tiểu Béo. Tiểu Béo nghe thấy, thân hình to lớn nhanh chóng lặn xuống. Đuổi vậy nhanh, kéo chiếc bè gỗ dưới chân Hảo Nhân, di chuyển. Không hổ danh là cá mập trắng trưởng thành, tốc độ rất nhanh, dù kéo chiếc bè gỗ to lớn cũng không thấy mệt. Ước chừng tốc độ 50 km/h, với tốc độ này, không quá 3 tiếng, tôi sẽ đến được đảo kho báu. Hảo Nhân có thể nhờ Tiểu Béo đến nhanh đảo kho báu, người khác thì khổ rồi, chỉ có thể chế tạo chân vịt. Từ từ trượt đi, đảo ở xa, không biết bao giờ mới đến được. Đột nhiên một con tôm hùm to bằng cánh tay nhảy lên khỏi mặt nước, lao về phía Hảo Nhân trong tiếng sóng vỗ. Trời ơi, cái gì thế? Hảo Nhân nghiêng người, liếc nhìn, rồi trợn tròn mắt. Cuối cùng nhìn rõ bóng đỏ nâu đó. Đây là một con tôm hùm đỏ nâu dài khoảng 80 cm, rất giống hình dáng tôm hùm Úc. Chỉ là con tôm trước mắt to hơn một chút, lại còn chủ động nhảy ra khỏi mặt nước, nhảy lên cao để tấn công. Bảo vệ tân thủ đã biến mất, không còn lá chắn bảo vệ, thế này thì phiền phức rồi. Con tôm hùm lớn tấn công xong, trên không không còn sức, rơi xuống bè gỗ, hai càng dơ cao. Các chân khác di chuyển chậm rãi, tạo thành tư thế đối đầu với Hảo Nhân. Đồ nhỏ tấn công lén, không có đạo đức võ thuật, may mà tôi né được. Hảo Nhân thầm hoảng sợ, rút dao ngắn ra, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Nếu ngay cả một con tôm hùm cũng không đánh được, thì có khác gì cá ươn đâu. Mô tả dao ngắn, dài 40 cm, dao ngắn tinh thể sắt mài một mặt. Đánh giá, đừng nghịch ngợm nếm lưỡi dao, sẽ làm đứt lưỡi linh hoạt của bạn đấy. Hảo Nhân tay phải cầm dao từ từ tiến lại gần con tôm hùm, đột ngột dùng sức vòng ra sau lưng nó. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng dao ngắn đâm vào vỏ cứng của tôm hùm. Chẳng mấy chốc dãy dụa vài cái, con tôm hùm không cử động nữa. Cảm ơn anh bạn đã gửi tặng tôm hùm Úc lớn. Tôm hùm tôi đã từng ăn, nhưng tôm hùm gần 1 mét, tôi chưa từng thấy bao giờ. Ước chừng nặng hơn 20 kg. Tối nay có thêm món ăn rồi, Hảo Nhân ra hiệu cho Tiểu Béo tiếp tục đi. Nhưng trên đường không tránh khỏi một số sự cố, đều được Tiểu Béo giải quyết dưới biển. Sau đó rất thuận lợi hướng về đảo kho báu, tốc độ rất nhanh, chỉ một lát nữa là đến nơi. Mặc dù Hảo Nhân rất thuận lợi, nhưng những người khác thì khổ rồi. Lúc này kênh trò chuyện đầy tiếng kêu than. Bạn có dám tin không? Ngay từ đầu tôi đã có hệ thống xác suất ông Hoàng Châu Âu 100%. Chỉ vì toàn dân xuyên không bắt đầu sinh tồn trên biển, khi người khác vẫn đang vật lộn, tôi đã nâng cấp bè gỗ và bắt đầu tự do hành trình. Mở giao diện trò chuyện thế giới, cứu mạng, bè gỗ của tôi bị một con cá voi đâm vỡ. Tôi lại không biết bơi, ai có thể cứu tôi? May mà bè gỗ của tôi đã lên cấp 3, tôi ổn rồi. Mọi người phải cẩn thận, nhanh chóng nâng cấp bè gỗ đi. Sinh vật biển đã bắt đầu biến dị, đã bắt đầu chủ động tấn công rồi. Bè gỗ là nơi nương tựa duy nhất của chúng ta. Người trên nói đúng, tôi đã nghiên cứu sơ qua. Miễn là không quá xui xẻo, gặp phải cá mập, cá voi hay các động vật biển khổng lồ khác, hiện tại, bè gỗ cấp 2 có thể tạm thời đảm bảo an toàn cho chúng ta. Mọi người nhanh chóng đến đảo kho báu trong khu vực của mình. Sinh vật biển đột nhiên biến đổi trở nên cực kỳ hung dữ. Trên đảo có lẽ sẽ an toàn hơn. Lại mở giao diện trò chuyện khu vực. Đảo kho báu, nghe tên đã biết khắp nơi đều là kho báu rồi, tôi đến đây. Haha, đảo kho báu vừa xuất hiện ngay bên cạnh tôi. Nhiều nhất nửa tiếng nữa tôi sẽ lên đảo được, xin mọi người kết bạn với tôi nhiều vào. Lên đảo rồi chúng ta cũng có thể hỗ trợ nhau. Sinh tử có mệnh, phú quý tại trời, muốn phát tài cơ hội đang ở trước mắt. Trong kênh trò chuyện, người chơi toàn cầu lại mất đi khoảng 400 triệu. Hảo Nhân điều khiển Tiểu Béo kéo bè gỗ, tiến về phía trước theo vị trí trên bản đồ. 3 giờ sau, từ xa nhìn thấy một hòn đảo mờ mịt. Tiểu Béo cố gắng thêm chút nữa, chúng ta sắp đến nơi rồi, chơi dạt trên biển 3 ngày. Lại được thấy đất liền, Hảo Nhân cũng trở nên hơi phấn khích. Một hòn đảo khổng lồ mênh mông, gần bằng tỉnh Đài Loan của Trung Quốc chúng ta. Và toàn bộ hòn đảo đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù xám xịt, tầm nhìn không quá 10 mét. Tình hình này không ổn, có chút kỳ quái. Hơn nữa mở bản đồ chỉ thấy được hình dáng bên ngoài của đảo, không thể hiển thị những thứ bên trong đảo. Hảo Nhân đến bãi biển cát, cẩn thận quan sát mọi thứ trước mắt. Tuy nhiên không thể nhìn thấy tình hình bên trong đảo, không chừng bên trong có quái vật không rõ lai lịch. Vẫn nên mở kênh trò chuyện trước, xem người khác có phát hiện gì không. Tôi đã lên đảo rồi, đảo rất lớn, khác với đảo bình thường, chỉ là trên đảo có sương mù dày đặc. Hiện tại chưa phát hiện kho báu gì. Tôi cũng đã lên đảo, mẹ kiếp, đây là nơi quỷ quái gì vậy, mù mịt một màu. Haha, tôi đã đi vào sâu trong đảo rồi, bây giờ tôi có thể thoải mái đọc sách. 15 ngày sau bè gỗ của tôi chắc chắn sẽ đạt cấp tối đa. Phía trước còn có một quả, tôi đi hái đây. Không đúng, đây là cái quỷ gì vậy? Lăn đi, cứu mạng. Người trên xảy ra chuyện gì vậy? Người trên còn đó không? Bạn thấy cái gì vậy? Anh ta không chết rồi chứ? Hảo Nhân thấy đến đây, nhíu mày. Một đoạn tin nhắn trên kênh thế giới khiến tất cả mọi người đều lo lắng. Trên đảo kho báu này có quái vật. Lại xem khu vực, cho chuyện này. Kênh thế giới, mọi người đều đã thấy, trên đảo kho báu có thể có quái vật giết người. Những người lên đảo có ai muốn tổ đội không? Kết bạn với tôi, chúng ta tập trung ở một nơi rồi cùng lên đảo, như vậy an toàn hơn. Được đấy, được đấy. Tổ đội tính tôi một người, kết bạn với nhau. Các vị, tôi là Thang Ngọc Thành. Những ai tham gia liên minh, kết bạn với tôi. Đến vị trí của tôi tập trung trước, chúng ta cùng lên đảo. Ai chưa tham gia bây giờ tham gia vẫn kịp. Thầy đến đây. Hảo Nhân lắc đầu. Lúc này điều không thể tin tưởng nhất chính là người lạ. Vì vậy Hảo Nhân đã đưa ra quyết định. Chỉ cần gan to, Nico cũng nghỉ đẻ. Không có rủi ro cao, sao có lợi nhuận cao?
xuất phát, một tay cầm dao ngắn, một tay cầm gậy điện năng lượng mặt trời. Hảo Nhân từ từ đi vào trong sương mù. Sau khi rời khỏi bãi biển, xung quanh bắt đầu xuất hiện nhiều cây cối lạ. Chặt ít gỗ ở đây trước đã. Nhanh chóng nâng cấp bè gỗ lên cấp 10. Mở khóa cửa hàng cấp 2, biết đâu sẽ mở ra đạo cụ đặc biệt, mở giao diện trò chơi, chế tạo một cái rìu, cầm cái rìu dài gần 1,2 mét trong tay, bắt đầu cúi đầu làm việc chăm chỉ. Gỗ F10, sợi thực vật XAU, gỗ F10, sợi thực vật XAU. Âm thanh hệ thống liên tục nhắc nhở. Nhanh chóng, 8 cây to đều bị Hảo Nhân đốn ngã. Lúc này số lượng gỗ và sợi thực vật vừa đủ. Mở lại giao diện hệ thống, Hảo Nhân không do dự, lập tức nâng cấp bè gỗ trong kho. Bè gỗ cao cấp cấp 10, diện tích 15x20 m. Đánh giá, hình thái cuối cùng của bè gỗ có thể chuyển đổi hình thái qua bản vẽ. Khi bè gỗ nâng cấp thành công, giao diện trò chơi của Hảo Nhân đột nhiên hiện lên thông báo. Chúc mừng người chơi, Hảo Nhân, bạn là người đầu tiên nâng cấp bè gỗ lên cấp tối đa. Thưởng một vũ khí tìm ngẫu nhiên. Vui lòng kiểm tra trong kho. Chúc mừng người chơi nâng bè gỗ lên cấp tối đa. Mở khóa cửa hàng cấp 2, vui lòng tự xem các sản phẩm mới mở khóa. Bingo, của nhiên có phần thưởng. Mở kho. Hảo Nhân thấy trong ô vật phẩm đang nằm một cây cung tím. Cung tinh thiết, màu tím, mô tả, cung tốt làm từ tinh thiết. Kèm theo 200 mũi tên tinh thiết có thể thu hồi. Tầm bắn 100 m. Hiệu ứng đặc biệt do mũi tên sắc bén cứng cáp. Khi bắn trúng kẻ địch, có 2% xác suất gây chảy máu cho kẻ địch. Hiệu ứng gây chảy máu liên tục trong 1 phút. Phát hiện sử dụng xác suất. Đạo cụ kích hoạt Thiên Phú Ông Hoàng Châu Âu sửa đổi, xác suất thành 100%. Hảo Nhân nhìn thuộc tính của cung tinh thiết, lập tức mỉm cười rạng rỡ, vô cùng bất ngờ, món trang bị này lại có từ xác suất. Phải rồi, cửa hàng đã lên cấp 2, xem trong đó có gì, cất cung tinh thiết đi, vội vàng mở cửa hàng. Cửa hàng cấp 2. Sản phẩm tiêu hao, thuốc đỏ cấp 1, 20 điểm sinh tồn. Mô tả, uống hoặc bôi ngoài đều được. Đánh giá, có tác dụng tốt với một số bệnh và vết thương ngoài. Thuốc tăng cường cấp 1, 200 điểm sinh tồn. Mô tả, 90% xác suất tăng các chỉ số cơ thể, như sức mạnh, tốc độ. Đánh giá, uống nó, khả năng của bạn sẽ mạnh hơn. Đao dài màu trắng, 500 điểm sinh tồn. Sản phẩm đặc biệt. Mô tả, vũ khí chất lượng trắng được rèn từ sắt thường. Số lần mua, 1 lần. Đánh giá, ít nhất cũng mạnh hơn mấy thứ rác rưởi trong chế tạo. Bản vẽ nâng cấp thuyền, 1000 điểm sinh tồn. Mô tả, khi bè gỗ của bạn đạt cấp 10, có thể mở khóa quyền nâng cấp từ 11 đến 20. Số lần mua, 1 lần. Đánh giá, này chàng trai, bạn có muốn sở hữu một con tàu lớn không? Cửa hàng cấp 2 của Nhiên xuất hiện nhiều sản phẩm hơn, chia thành hai loại, một loại là vật phẩm tiêu hao, một loại là đặc biệt. Loại tiêu hao có thể mua nhiều lần không giới hạn, loại đặc biệt chỉ có thể mua 1 lần. Thuốc đỏ cấp 1 này có thể chữa trị, có tác dụng với cả thương tích bên trong và bên ngoài. Thuốc tăng cường cấp 1 chắc là tăng cường cơ thể. Đao dài màu trắng, coi như là một vũ khí không tồi. Bản vẽ nâng cấp thuyền buồm chỉ có thể mua 1 lần. Bè gỗ đến cấp 10 chỉ có thể dùng bản vẽ này. Biến bè gỗ thành thuyền buồm mới có thể tiếp tục nâng cấp. 4 món hàng này đều phải mua. Quay lại giao diện trò chơi, hiện có 581 điểm sinh tồn. Tạm thời chưa mua được bản vẽ nâng cấp thuyền buồm, vì vậy Hảo Nhân mua trước một thanh đao dài, một lọ thuốc tăng cường cấp 1 và hai lọ thuốc đỏ. Còn lại 291 điểm sinh tồn. Chúc mừng người chơi mua hàng thành công. Lấy thuốc tăng cường cấp 1 từ trong kho ra, Hảo Nhân uống một hơi cạn lọ thuốc. Phát hiện sử dụng xác suất, đạo cụ kích hoạt Thiên Phú Ông Hoàng Châu Âu sửa đổi xác suất thành 100%. Thật là mượt mà. Cảm giác trơn tru xuống cổ họng rất tốt. Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, từng luồng ánh sáng tỏa ra từ bên trong cơ thể. 10 phút sau mới yên ắng trở lại. Thuốc tăng cường cấp 1 này hiệu quả tốt vậy sao? Hảo Nhân không thể tin nổi nhìn cơ thể mình, có sức mạnh dùng không hết. Lúc này Hảo Nhân tự tin tràn trề, đứng tại chỗ nhìn xuống cậu nhỏ của mình, không khỏi cảm thán thuốc này chắc cậu nhỏ sẽ thích. Không còn lo thời gian ngắn nữa, hi hi. Bạn có tin không, ngay từ đầu tôi đã sở hữu hệ thống xác suất vua Âu 100%, chỉ vì toàn dân xuyên Việt bắt đầu cuộc sống trên biển, khi người khác vẫn đang vật lộn, tôi đã nâng cấp bè gỗ từ sớm, bắt đầu tự do hành trình. Sau đó, Hảo Nhân rút thanh trường đao màu trắng vừa mua, cầm trên tay, bước chân đi vào sâu trong sương mù, cảnh giác quan sát cảnh vật xung quanh. Sao lại có nhiều san hô và đá ngầm đủ màu sắc thế này, còn có cả nước động, chẳng lẽ hòn đảo này trước đây ở dưới đáy biển sao? Hảo Nhân rất nghi ngờ, hòn đảo kho báu này đột nhiên xuất hiện, biết đâu chừng chỉ là một mảnh đất dưới đáy biển, bỗng chốc bị nâng lên mặt nước. Vẫn giữ sự hoài nghi, Hảo Nhân cẩn thận tiếp tục tiến lên. Đột nhiên ở phía trước cách đó mười mấy mét, một bóng người đứng bên một cây san hô, tay đang cầm một con dao găm, có vẻ như đang bận rộn điều gì đó. Chẳng lẽ có người nhanh hơn tôi sao? Không chỉ lên được đảo kho báu, mà còn tiến vào sâu đến thế. Hảo Nhân hơi khó tin, bóng người này cúi người bận rộn, hình dáng to lớn, đoán chừng hẳn là một người. Thôi được, đã là người, không cần biết anh ta làm sao đi sâu được thế, đến gần xem thử vậy. Nếu có thể, biết đâu lại hợp tác được với nhau. Hảo Nhân bước tới, giơ tay chào bóng người. Chào bạn. Bóng người kia nghe tiếng quay lại nhìn. Nhìn rõ hình dạng của bóng người, Hảo Nhân lập tức giật mình. Bóng người này đâu phải người, chỉ có hình dáng rất giống con người. Cũng có cánh tay, cũng có hai chân, nhưng đầu của hắn lại là một cái đầu bạch tuộc to lớn. Đây là quái vật gì vậy? Anh bạch tuộc đột nhiên kêu lên một tiếng quái dị, giơ cao con dao găm trong tay lao nhanh tới, hung hăng đâm vào ngực Hảo Nhân, lùi lại phía sau tại chỗ. Hảo Nhân vung mạnh thanh trường đao trên tay, chém về phía đầu bạch tuộc trước mặt. Hét lớn một tiếng, mày là viên hoành thánh bạch tuộc cay nồng,
Anh Bạch Tục này cũng không phải hạng tầm thường, thấy thế Đao hùng mãnh cũng bắt đầu né tránh. Hai người qua lại, cứ thế đánh nhau, không thể từ từ kéo dài với hắn được. Hảo Nhân bắt đầu lấy thương nhẹ đổi thương nặng. Sau khi tách ra khỏi cuộc chiến, anh Bạch Tục trực tiếp quay người bỏ chạy. Chuyện gì vậy? Chạy rồi à? Tôi đuổi theo. Hảo Nhân vung trường đao truy đuổi. Anh Bạch Tục chạy ở phía trước, hắn đuổi theo hắn chạy. Hắn chạy trốn vô vọng. Đột nhiên Hảo Nhân ngừng truy kích, lấy cung tên sắt vàng ra, kéo dài dây cung, trăng tròn hiện thực hóa thành một tia sáng bạc, đuổi theo anh Bạch Tục ở phía xa. Tiếng kêu ca đến gì gà vang lên. Oa! Quái vật đầu Bạch Tục trong sương mù kêu lên một tiếng, phát hiện sử dụng xác suất đạo cụ kích hoạt Thiên Phú Vua Âu, sửa xác suất thành 100%. Hiệu ứng chảy máu của cung tên sắt vàng được kích hoạt, mục tiêu rơi vào trạng thái chảy máu trong một phút. Bắn trúng rồi, không tệ. Chỉ cần không quá vô lý, ngay cả độ chính xác cũng đạt 100%, tuyệt vời. Nghe thấy gợi ý của trò chơi, Hảo Nhân biết chắc là đã bắn trúng. Đi đến gần, quả nhiên Hảo Nhân thấy anh Bạch Tục nằm trên mặt đất, thoi thóp sắp chết, máu chảy hết, đầu nghiêng sang một bên, đã ghi ghi rồi. Dương sắt đen có 90% xác suất mở ra vật tư, 10% xác suất mở ra đạo cụ chất lượng trắng. Đánh giá, đây là một cái dương cao cấp hơn dương gỗ một chút. Nhắc nhở thân thiện, bất kỳ dương nào đều không thể đăng lên đấu giá, cũng không thể giao dịch trực tuyến để mở vật phẩm. Lúc này Hảo Nhân mới chợt tỉnh ngộ, thì ra dương chất lượng cao hơn không phải là không có, mà là cần phải đánh quái mới rơi ra được. Dương thu được không thể giao dịch trực tuyến, cũng có nghĩa là có thể giúp người khác lấy dương thủ công ngoại tuyến. Lúc này Hảo Nhân không vội, mở dương sắt đen, nhìn cánh tay bị thương, lấy ra một lọ dược thủy đỏ cấp một từ kho đồ. Hảo Nhân muốn thử hiệu quả của loại thuốc chữa trị này, cái này chắc là hơi đau đấy. Hảo Nhân hít một hơi lạnh, dược thủy đỏ vừa đổ lên, liền cảm thấy cơ thể như dung nham nóng bỏng, cảm giác đau rát liên tục truyền đến. Ngay sau đó vết thương biến mất. Hiệu quả của dược thủy đỏ cấp 1 khá tốt, về cơ bản có thể nhanh chóng xử lý các vết thương ngoài da, đảm bảo không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Chỉ không biết giới hạn tối đa của thuốc này có thể cao đến đâu. Sau đó Hảo Nhân mới quan sát dương sắt đen, dùi nhỏ cũng là thịt, mở ra rồi tính, phát hiện sử dụng đạo cụ sát xuất kích hoạt Thiên Phú Vua Âu, sửa sát xuất thành 100%, mở thành công. Hoành Thánh Bạch Tuộc S2, đánh giá, nhìn thấy Hoành Thánh Bạch Tuộc là thèm. Trà sữa chân châu S1, đánh giá, chân châu này to lắm. Sách hướng dẫn người cá trắng, giải thích, sau khi đọc vật này có thể học được kỹ năng này. Lần sau nhìn người cá, mục tiêu có thể hiển thị năng lực của người cá. Đánh giá, trong người cá không chừng có người cá đẹp đấy. Bạn thích loại người cá nửa trên là cá nửa dưới là người, hay là loại nửa trên là người nửa dưới là cá, hoặc là nửa trái là cá nửa phải là người, hay nửa trái là người nửa phải là cá. Ba thứ trong dương, có hai thứ là đồ ăn và nước, thứ cuối cùng lại hơi đặc biệt. Sách hướng dẫn người cá này là một tấm thẻ trong suốt. Sau khi đọc, nhìn lại người cá, trong đầu lập tức hiện ra thông tin. Người Bạch Tuộc cấp thấp, năng lực, tốc độ linh hoạt, cơ thể mềm dẻo, giỏi tấn công cận chiến, điểm yếu, sức tấn công khá yếu, phòng thủ rất kém, da mỏng. Xem ra quái vật đầu Bạch Tuộc này có lẽ là một loại người cá. Xem thông tin của nó, trên đảo có thể còn nhiều loại người cá khác, hơn nữa có thể tồn tại các cấp bậc khác nhau. Hảo Nhân thầm suy nghĩ, chỉ số thông minh của người cá rất cao, cho đến khi tấn công và chạy trốn không khác mấy so với con người, hơn nữa sức tấn công và tính công kích rất mạnh. Nếu Hảo Nhân không uống dược tăng cường cấp 1 và có được cung tên tình thiết, chắc chắn không phải là đối thủ, đừng nói đến chuyện giết chết hắn. Với năng lực hiện tại của con người, muốn giết chết loại người cá bình thường cấp thấp này, có lẽ cần vài người hoặc hơn chục người liên thủ. Người cá cấp trung hoặc cấp cao, năng lực của họ chắc còn mạnh hơn. Nếu một mình mù quáng xông vào đảo kho báu, thì chẳng khác nào thắp đèn đi vệ sinh lúc nửa đêm. Hảo Nhân thầm than, đảo kho báu này, quả nhiên không vô hại như cái tên của nó. Người cá trên đảo tuyệt đối rất nguy hiểm, nhưng giết chết người cá thì có thể nhận được dương, điều này quả thực rất tốt. Người cá cấp thấp cho dương sắt đen, vậy cấp trung và cấp cao thì sao? Nghĩ đến đây, Hảo Nhân lại cười lên. Kho báu lớn nhất của đảo kho báu, biết đâu chính là những người cá này. Hy vọng sẽ xuất hiện người cá có hình dạng khác. Tốt nhất là nửa trên là người, nửa dưới là cá. Ngàn vạn lần đừng giống đầu Bạch Tuộc. Loại người cá này, đúng là, lúc này mắt Hảo Nhân tràn đầy kỳ vọng, nhưng tuyệt đối không phải là thèm thuồng nàng tiên cá đầy đặn. Nửa trên là người, nửa dưới là cá đâu nhé. Để an toàn, lần sau gặp sinh vật vẫn phải xác nhận trước đã. Bắn nó từ xa là được. Hảo Nhân cầm cung tên lên, không tiếp tục đi sâu vào, mà chọn đi vòng quanh trung tâm đảo kho báu, tiến lên một cách có quy tắc. Như vậy tạm thời sẽ không gặp phải người cá mạnh hơn, có thể phát triển từ từ. Mình có nên công bố thông tin này ra không nhỉ? Nhưng như vậy chẳng có lợi gì cho mình cả. Thôi được, với tư cách một con người, vẫn nên chia sẻ thông tin ra ngoài đi. Ai bảo mình là một người tốt chứ? Hảo Nhân hơi do dự, suy nghĩ tới lui trong lòng, lắc đầu thở dài một tiếng, vẫn mở kính chat lên. Các vị, tôi là Hảo Nhân. Tin rằng mọi người đều tò mò về đảo kho báu vừa xuất hiện, nhưng chắc mọi người cũng đã biết, trên đảo kho báu tồn tại những quái vật không rõ lai lịch, vô cùng nguy hiểm, và tôi vừa mới đã thành công giết chết một con quái vật. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ thông tin về quái vật cho mọi người. Đây là quái vật tôi đã giết, là một loại người Bạch Tuộc có đặc điểm của Bạch Tuộc. Cơ thể rất giống con người, năng lực chiến đấu rất mạnh, gặp con người sẽ trực tiếp tấn công, tính công kích cũng rất cao, trí tuệ không thua kém con người. Mọi người nhất định phải cẩn thận, trên đảo có thể còn tồn tại các loại người cá khác, cụ thể vẫn cần kiểm tra. Ngoài ra nhắc nhở mọi người, giết chết loại quái vật này sẽ rơi ra dương chất lượng cao hơn.
So với giường gỗ chúng ta nhặt được dưới biển, vật phẩm mở ra sẽ tốt hơn nhiều. Cuối cùng cảnh báo mọi người một chút, nhất định phải tổ đội khoảng 10 người mới có thể giết chết quái vật bình thường. Nếu một mình tuyệt đối đừng xông vào sâu. Trừ khi kích hoạt thương thành cấp 2, mua dược tăng cường thân thể, uống vào rồi một mình mới có sức chiến đấu. Hảo Nhân chia sẻ thông tin về người cá trong kênh chat thế giới và khu vực. Mỗi kênh 10 lần. Sau khi chia sẻ xong, kênh chat lại một lần nữa bùng nổ các cuộc trò chuyện. Bạn có tin được không? Ngay từ đầu tôi đã sở hữu hệ thống xác suất vua Âu 100%. Chỉ vì toàn dân xuyên Việt, bắt đầu cuộc sống trên biển. Khi người khác vẫn đang vật lộn, tôi đã nâng cấp bè gỗ từ sớm, bắt đầu tự do hành trình. Đại ca Hảo Nhân đã tiến sâu vào rồi à? Quá giỏi, quá đỉnh. Mà này, đại ca Hảo Nhân là một mình hay tổ đội vậy? Nếu là một mình thì quá mạnh luôn. Đúng vậy, cảm ơn đại ca Hảo Nhân đã chia sẻ. Đây quả thực là phúc âm cho toàn nhân loại mà. Vừa nãy tôi còn định thử tiến vào sâu xem sao, bây giờ thì không dám bảo bừa bãi nữa. Vẫn nên đợi thêm chút nữa. Vào ừ, tôi cũng không vào đâu. Vẫn đợi các đại ca dẫn đường thôi. Vậy tôi cũng không vào. Tôi vẫn ở ngoài đọc sách. Chán quá không thể tính toán được. Dù là chat thế giới hay chat khu vực, phần lớn vẫn là lời cảm ơn Hảo Nhân. Nhưng ngay lúc này, trong chat thế giới và chat khu vực xuất hiện một tin nhắn khiến Hảo Nhân cau mày. Mọi người tuyệt đối đừng tin lời của tên Hảo Nhân đó. Đơn giản là ngoa ngôn dọa người. Tôi đã tiến rất sâu vào đảo kho báu mà chẳng gặp con quái vật nào cả, chứng tỏ số lượng quái vật cũng không nhiều. Có lẽ đảo kho báu có thể tồn tại nguy hiểm, nhưng game sinh tồn không có nguy hiểm thì làm sao kiếm được lợi chứ? Chỉ có tiến sâu vào đảo kho báu, thu thập đủ loại vật tư, liên tục nâng cấp phương tiện, mọi người mới có khả năng tự bảo vệ nhất định. Muốn đợi sung sướng thì cứ ở ngoài chặt cây, nhưng muốn gia nhập liên minh sinh tồn thì nhanh chóng kết bạn với tôi đi. Liên minh sẽ cố gắng hết sức giúp các bạn sống sót. Hảo Nhân nhận ra chủ nhân của tin nhắn này chính là Thang Ngọc Thành, người trước đó muốn lôi kéo Hảo Nhân vào liên minh. Lúc này hắn lại công khai đăng một tin nhắn phản bác Hảo Nhân trong kênh chat. Ngay sau khi tin nhắn này được đăng, cũng có không ít tin nhắn theo sau. Lôi trụ, Hảo Nhân chắc chắn là sợ người khác tiến sâu vào đảo kho báu lấy được nhiều vật tư hơn, ảnh hưởng đến giá vật phẩm cao cấp. Hảo Nhân chắc chắn không có ý tốt gì đâu. Bên ngoài nói có quái vật người cá hung dữ, bảo chúng ta cẩn thận hành sự, kỳ thực là để dọa chúng ta, khiến chúng ta không dám tự tiến vào. Tên Hảo Nhân này quá độc ác. Thật vậy sao? Tôi cảm thấy đại ca Hảo Nhân không giống loại người đó mà. Tôi cũng nghĩ vậy. Đại ca Hảo Nhân đâu cần phải làm vậy chứ. Mấy bạn trên đường ngốc nữa, chắc chắn là quái vật hiếm, mà thực lực cũng tầm thường, anh ta có thể dễ dàng giết chết. Sợ chúng ta giành vật tư trên đảo kho báu với anh ta, nên mới đăng mấy lời ngoa ngôn dọa người đó. Mọi người tuyệt đối đừng tin. Nhìn đến đây, Hảo Nhân không đi phản bác, vì những gì cần làm đã làm rồi. Thang Ngọc Thành này trước đó muốn lôi kéo mình vào liên minh, lúc lôi kéo không được thì thái độ cung tính là thân thiện, bây giờ lại đăng lại ngôn luận này, công khai bới nhọ tôi. Nhân phẩm của người này chắc chắn có vấn đề. Không phải nói thành lập liên minh là để giúp đỡ người khác sinh tồn sao? Cách làm bây giờ hoàn toàn trái ngược với mong muốn mà. Hảo Nhân không để ý nữa, tiếp tục lên đường thám hiểm một nơi khác trên đảo kho báu. Bốn người gồm hai nam hai nữ, hai người đàn ông, một người tuổi khá lớn, 40-50 tuổi, khuôn mặt trưởng thành lão luyện. Người đàn ông kia tuổi khoảng 20 mấy, thân hình béo phì, giữa lông mày toát lên vẻ keo kiệt, trông rất ngạo mạn. Hai người phụ nữ cũng ngồi bên cạnh, một người hơn 30 tuổi, dung mạo xinh đẹp, toàn thân toát lên khí chất của một bà chị. Còn người kia khoảng 20 tuổi, giữa mấy người còn có một chiến lợi phẩm trên mặt đất, nhìn dáng vẻ cũng là một người phụ nữ. Ba ơi, con nói chúng ta phản bác lời của Hảo Nhân thì có tác dụng gì? Hảo Nhân đó có vẻ không tiếp tục gửi tin nhắn. Con không hiểu, ba làm vậy có tác dụng lớn đấy. Ba gửi mấy tin nhắn này mục đích là để người trong khu vực của chúng ta ô ạt thám hiểm vào đảo kho báu. Đúng vậy, hai người này là cha con. Người đàn ông khuôn mặt trưởng thành chính là Thang Ngọc Thành, để họ thám hiểm vào trong. Nhiều người thám hiểm vậy, người cá hết, chúng ta biết đi đâu lấy dương đây? Đồ ngu, người cá mạnh thế, sao có thể dễ dàng giết chúng ta chứ? Nếu không phải nâng cấp bè gỗ, mua dược tăng cường trong thương thành cấp 2 đã mở khóa, khiến chúng ta đều trở thành người tăng cường cấp 1 mới miễn cưỡng giết được. Loại người cá này vẫn là cha lợi hại, ngay cả trong tận thế cũng có thể như hồi trước mở công ty, lừa mấy người bình thường làm thuê cho mình, đưa toàn bộ vật tư vào tay chúng ta để chúng ta ưu tiên tích trữ đủ điểm sinh tồn. Ba để người khác thám hiểm vào trong chính là để họ hiểu rõ một mình thì không được, như vậy mới tìm tổ chức liên minh của chúng ta mới dễ dàng thu nạp tân binh hơn. Ai ngờ tên Hảo Nhân này lại nói ra hết mối nguy hiểm của đảo kho báu, bây giờ chỉ có thể đối đầu với hắn thôi. Vốn còn định kéo hắn vào liên minh, giờ làm vậy lôi kéo hắn chắc là không được rồi. Ba cũng đừng tiếc tên đó. Hảo Nhân có nhiều vật tư, đã không lôi kéo được, vậy thì lúc đó lấy hết toàn bộ vật tư của hắn. Chuyện này nói sau đi. Hảo Nhân rất cẩn thận, con gửi lời kết bạn với hắn, hắn không đồng ý, chúng ta cũng không biết vị trí của hắn. Người này nói sau vậy, bây giờ việc cấp bách là kiếm thêm nhiều dương sắt đen. Cuộc đối thoại giữa cha con sắp kết thúc. Người phụ nữ có khí chất bà chị ngồi bên cạnh đi đến bên cạnh Thang Ngọc Thành. Ôi dào, các anh đừng nói mấy chuyện phiền lòng nữa, bây giờ không phải vừa giết một con quái vật người cá sao? Sao không ăn mừng, ăn chút gì đó nhỉ? Đương nhiên rồi, nhưng trước khi ăn chúng ta đi làm chút việc trước đã. Thang Ngọc Thành cười một tiếng đầy ẩn ý, sau đó dẫn người phụ nữ quay người đi vào bụi san hô phía sau. Trước khi đi còn dặn dò con trai và người phụ nữ kia, các con mau nhóm lửa nấu chút cơm đi, chúng ta cũng đói một lúc rồi. Sau khi bổ sung chút sức lực, lại tiếp tục đi sâu vào đảo kho báu. Chẳng mấy chốc trong bụi san hô dày đặc truyền ra một loạt âm thanh khác thường. Cô gái trẻ kia nhíu mày, dường như cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn gã béo lấy ra không ít nước ngọt và thức ăn từ kho cùng một số đồ đựng, dặn dò cô gái trẻ Chu Lâm Thụy, em mau làm xong mấy món ăn này đi, chúng ta sẽ ăn một lát nữa. Gã béo nói xong cũng chậm rãi đi vào bụi san hô. Nhìn tình hình này, Chu Lâm Thụy lo lắng vô cùng, sớm muộn gì mình cũng không giữ được trình tiết, bây giờ trong kho mình không có chút thức ăn nào, rời khỏi họ cũng không biết có sống nổi không. Chu Lâm Thụy đang trong tình thế khó xử bỗng nhớ ra, Hảo Nhân vội vàng mở chức năng bản đồ,
bỗng nhiên mắt sáng lên. Khoảng cách giữa hai người chỉ có 20 km. Chu Lâm Thụy lại nhìn bụi san hô bên cạnh. Ba người kia lúc này vẫn đang mải mê làm việc, có nên chạy trốn không rồi đi tìm hảo nhân? Đại ca ở rất gần, chỉ cách có 20 km, chắc sẽ không gặp nguy hiểm đâu nhỉ. Nhưng dù tìm được, anh ấy có chắc chắn sẽ nhận mình không? Mình có tin Thăng Ngọc Thành muốn giết anh ấy, có lẽ tin này sẽ khiến anh ấy chịu nhận mình. Sau đó Chu Lâm Thụy đem cái chảo sắt trước mặt và toàn bộ thức ăn thu vào kho, dựa vào vị trí trên bản đồ nhanh chóng chạy về phía hảo nhân. Vừa chạy vừa không quên xóa kết bạn với Thăng Ngọc Thành và những người khác để tránh họ biết vị trí của mình. Chẳng bao lâu sau, Thăng Ngọc Thành ba người đi ra từ bụi san hô. Họ nhìn khoảng đất trống vừa nãy, Chu Lâm Thụy đã biến mất tăm. Chu Lâm Thụy đâu rồi? Thăng Ngọc Thành nhìn về phía con trai Đường Tiểu Tư hỏi. Đường Tiểu Tư cũng vội vàng đi tới. Thức ăn và nước ngọt tôi vừa đưa cô ta cũng biến mất. Lúc này Bạch Linh lập tức cười nhạo. Tôi đã nói con bé đó giả vờ ngây thơ mà. Vừa nãy bảo các anh cưỡng hiếp nó đi, các anh không nghe, cứ muốn từ từ. Bây giờ thì hay rồi, nó cuộm hết đầu chạy mất. Xem vị trí của nó trên bản đồ đi. Không để ý đến Bạch Linh, Thăng Ngọc Thành nói với Đường Tiểu Tư. Nó chắc đã xóa kết bạn với chúng ta rồi. Lúc này ba người đều tức giận. Người chạy mất, cơm cũng chưa ăn, còn phải tự nấu nữa. Bạn có tin không, toàn dân xuyên Việt bắt đầu cuộc sống trên biển. Tôi lại sở hữu hệ thống xác suất 100%. Bên kia hảo nhân đang cẩn thận thám hiểm khu vực, bỗng nghe thấy tiếng người nói chuyện. Nhìn về phía trước, có ba người khả nghi. Đúng là hoặc không gặp, hoặc gặp cả đống luôn. Từ từ tiến đến vị trí thích hợp, hảo nhân dừng lại, kích hoạt kỹ năng. Nhìn về phía người cá, người cá rắn biển cấp thấp, khả năng cơ thể mềm dẻo không xương, tốc độ di chuyển rất nhanh, có thể phun chất độc mạnh. Điểm yếu, da mỏng. Người cá mập cấp thấp, khả năng cắn xé mạnh mẽ, giỏi chiến đấu cận chiến. Điểm yếu, tốc độ rất chậm, trí thông minh thấp. Người tôm hùm tối thượng, khả năng tứ chi tiến hóa, rất cứng và sắc bén. Điểm yếu, tốc độ rất chậm, khả năng phòng thủ thân thể bình thường. Trời ơi, còn có một người cá tối thượng nữa. Hảo nhân nhìn thấy thông tin trên sách hướng dẫn người cá, vẻ mặt ngạc nhiên hiện lên. Sau một hồi suy nghĩ, kế hoạch nhanh chóng được định ra. Người cá rắn biển tốc độ nhanh, phải xử lý trước. Hai người cá kia tốc độ chậm, có đủ thời gian để đổi vũ khí, từ từ tiêu diệt chúng. Nói là làm, nhắm người cá rắn biển, kéo cung bắn tên một mạch, sau đó nhanh chóng ngồi xuống, để đá ngầm che chắn thân thể, tránh bị phát hiện. Phát hiện sử dụng đạo cụ sát xuất kích hoạt Thiên Phú Vua Âu, sự sát xuất thành 100%, hiệu ứng chảy máu của cung tên sắt vàng được kích hoạt, mục tiêu rơi vào trạng thái chảy máu 1 phút. Người cá rắn biển kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống đất, vết thương vẫn không ngừng chảy máu, chẳng bao lâu sau đã tắt thở. Người cá mập bên cạnh thấy đồng loại chết một cách mơ hồ như vậy, lập tức mất lý trí, chạy lung tung, muốn tìm ra vị trí của hảo nhân. Cơ hội tốt, hảo nhân nhắm người cá mập bắn ra mũi tên, xe gió bay đi. Chúng ngay đầu, không tệ, may mắn tốt. Giờ kỹ thuật bắn cung không có gì để nói, chính xác 100% luôn. Trừ khi đối phương có kỹ năng đặc biệt thì lại là chuyện khác. Lúc này người tôm hùm phát hiện vị trí của hảo nhân, không do dự, hảo nhân thấy có cơ hội, lại rút một mũi tên bắn về phía người tôm hùm. Mũi tên sắt vàng bắn vào vỏ tôm khổng lồ, sau một tiếng kim loại va chạm, liền rơi xuống đất không còn sức. Cái gì thế này? Sao lại cứng thế? Hảo nhân trợn tròn mắt, vừa ngạc nhiên vừa có vẻ ghen tị. Khi nào mình cũng cứng như vậy thì tốt quá. Sau một đòn, người tôm hùm nhanh chóng áp sát, toàn thân bật nhảy lên, định nhảy lên đầu hảo nhân. Đệt, mày còn biết nhảy nữa à? Nhìn người tôm hùm trên trời, hảo nhân lập tức trợn mắt há mồm. Thế là xuất hiện cảnh một người chạy phía trước, một quái vật đuổi theo phía sau. Mỗi lần tấn công đều khiến hảo nhân bị thương. Không được, cứ chạy thế này, sớm muộn gì nó cũng bắt được mình. Giờ thì tính sai rồi, đánh không được, chạy cũng không thoát. Khi hảo nhân đang chạy trối chết, bỗng thấy một vũng nước nhỏ ngay phía trước, lập tức lướt đến phía sau vũng nước, quay về phía người tôm hùm làm động tác tấn công. Người tôm hùm thấy hảo nhân dừng lại, liền kêu lên một tiếng quái dị rồi lao tới. Hảo nhân chọn đúng thời cơ, vội vàng lấy ra từ kho gậy điện tê liệt năng lượng mặt trời, cắm nó vào trong nước. Phát hiện sử dụng xác suất đạo cụ kích hoạt Thiên Phú Vua Âu, sự xác suất thành 100%, trạng thái tê liệt 5 giây. Hai tiếng gợi ý liền vang lên, người tôm hùm liền mất ý thức. Thầy giáo nói nước là chất dẫn điện tốt, có thể dẫn điện. Quả nhiên không lừa tôi. Đến bên cạnh người cá tôm hùm, một cái dương màu khác nằm im lìm ở đó. Dương đồng, 90% xác suất mở ra nhiều vật tư, 10% xác suất mở ra đạo cụ chất lượng xanh. Đánh giá, dương đồng mới thực sự được coi là dương báu. Đạo cụ xanh, không ngờ vật rơi ra từ người cá tối thượng cũng cao hơn một cấp, toàn là dương đồng. Hảo nhân hào hứng thu dương đồng vào kho, không vội mở ra, mà nhanh chóng quay lại tìm hai người cá cấp thấp kia, thu hoạch được 2 dương sắt đen. Quả nhiên dù rủi ro khi giết quái rất cao, nhưng thu hoạch cũng rất phong phú. Lần này gây ra động tĩnh không nhỏ, để an toàn phải nhanh chóng rời đi. 20 phút sau, hảo nhân tìm một chỗ trống ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó lấy ra 3 cái dương. Hảo nhân ưu tiên mở 2 dương sắt đen trước, phát hiện sử dụng xác suất đạo cụ kích hoạt Thiên Phú Vua Âu, sửa xác suất thành 100%. Câu cờ đến câu lết 2, đánh giá, bạn còn nhớ vị của nước ngọt béo phì không? Gạo chất lượng cao, 5 kg, đánh giá, cảm ơn ngài viên vĩ đại. Búp bê bơm hơi thô rác trắng, đánh giá, đừng hiểu lầm, sinh tồn trên biển, đây cũng được coi là công cụ sinh tồn. Viên năng người cá trắng, đánh giá, uống vào có thể thông thạo ngôn ngữ của người cá. Hai loại vật tư đều là đồ tốt, tôi có thể hiểu, nhưng cái búp bê bơm hơi này là cái quái gì vậy? Tại sao Dương lại mở ra thứ này chứ? Hảo nhân đầy vẻ khó hiểu, nhưng vẫn thu nó vào kho. Tôi hảo nhân là tay bơi cừ khôi, sẽ cần thứ này sao? Nhưng vẫn giữ lại đi, để phòng khi cần đến.
Hảo Nhân vẻ mặt khinh thường thu nó vào kho. Còn về viên năng người cá này thì trực tiếp ăn luôn. Dù sao học thêm một ngôn ngữ, chuyện tốt thế này ai mà từ chối được. Sau đó Hảo Nhân nhìn về phía Dương Đồng này, lập tức mở ra, phát hiện sử dụng xác suất. Đạo cụ kích hoạt Thiên Phú Vua Âu, sửa xác suất thành 100%. Lợn béo mới giết mổ tươi, 250 kg, có xương thịt lợn, nội tạng, phụ phẩm. Không biết bạn có biết làm tiệc cá con lợn không? Thẻ triệu hồi xanh, mô tả. Thẻ bài rơi ra từ tộc người cá, sử dụng sẽ triệu hồi ngẫu nhiên một chiến binh. Người cá cấp thấp tuyệt đối trung thành chiến đấu cho bạn. Có 1% xác suất kích hoạt nâng cấp, thay đổi thành triệu hồi chiến binh người cá tối thượng. Số lần sử dụng, 1 lần, đánh giá, 1 chiến binh người cá. Bạn thích phần nào của người cá này? Có hệ thống, đây chẳng phải là có thể triệu hồi 1 chiến binh người cá tối thượng sao? Có vẻ sau này tôi phải đi lại thấp thỏm rồi. Hảo Nhân hào hứng run rẩy sử dụng vật phẩm này, lá bài màu xanh trong tay lập tức tỏa sáng rực rỡ, dần dần tụ lại thành một khối, bay ra khỏi tay Hảo Nhân, rơi xuống mặt đất, phát hiện xác suất sử dụng vật phẩm kích hoạt Thiên Phú Vua Âu, sửa đổi xác suất thành 100%. Sau đó, một bóng người mờ ảo xuất hiện trong khối sáng. Dần dần Hảo Nhân nhìn rõ hình dáng bên trong. Nàng tiên cá, đúng là nàng tiên cá. Bóng người trước mắt nửa thân dưới là đuôi cá màu xanh, nửa thân trên là hình dáng phụ nữ. Mái tóc nâu sấm xõa dài đến ngực. Vẻ ngoài quyến rũ, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta không thể thoát ra được. Càng khiến người ta không kìm được muốn chạm vào. Quan trọng là nửa thân trên của cô ấy lại, bạn biết đấy. Thưa chủ nhân kính mến, chiến binh người cá tối thượng Giner thể sẽ mãi mãi trung thành với ngài. Nói xong, nàng tiên cá tên Giner này cúi người thật sâu về phía Hảo Nhân. Không được rồi, quá kích thích. Không được, tôi phải bình tĩnh. Hảo Nhân độc thân 24 năm từ trong trứng, lần đầu tiên thấy cảnh đẹp như vậy, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nói, em tên là Giner phải không? Không cần đa lễ. Hảo Nhân nở nụ cười chính nghĩa, vội vàng đưa tay đỡ nàng tiên cá đang cúi người. Vẻ mặt đó tuyệt đối chính trực, tuyệt đối trang nghiêm. Bạn có tin không, toàn dân xuyên Việt, bắt đầu cuộc sống trên biển, tôi lại sở hữu hệ thống xác suất 100%. Ngay lúc, đôi tay cứu rỗi vừa chạm vào cánh tay Giner, một dòng điện mạnh đánh bật Hảo Nhân ra. Chủ nhân, ngài không sao chứ? Lúc này Hảo Nhân đang run rẩy hưng phấn, cảm giác tê dại khiến anh ta nhất thời không phản ứng kịp. Thưa chủ nhân kính mến, em là người cá lươn điện tối thượng, khả năng đặc biệt là phóng điện. Tuy bình thường không phóng điện, nhưng da của em cũng không thể chạm vào, nếu không sẽ bị dòng điện mạnh làm bị thương. Cái gì? Điện à? Không thể chạm vào. Niềm vui bất ngờ đột nhiên biến mất, cảm giác thất vọng nặng nề bao trùm tâm trí Hảo Nhân. Vâng, thưa chủ nhân, tuy em không phiền, nhưng vì sự an toàn của ngài, xin ngài đừng chạm vào em. Hảo Nhân im lặng, vẻ mặt buồn bã không cần nói cũng biết, thấy được nhưng không chạm được. Bạn nói có đau lòng không? Sau đó Hảo Nhân liền kích hoạt kỹ năng nhìn về phía Giner, người cá lươn điện tối thượng, tên Giner, thuộc về Hảo Nhân. Độ trung thành 100%. Khả năng, cơ thể có thể phóng ra dòng điện mạnh, dù là tấn công từ xa hay cận chiến, khả năng tấn công đều rất mạnh mẽ. Điểm yếu, di chuyển chậm trên đất liền, và cơ thể khá yếu ớt. Đánh giá, nhìn thấy được, không ăn được, chết mất. Giner, hãy thể hiện khả năng của em cho ta xem. Hãy tấn công cái cây phía trước kia. Vâng, thưa chủ nhân, đưa cánh tay về phía trước, từng tia điện dần dần tụ lại trong tay. Vung tay mạnh, biến thành một tia sét, lập tức phá hủy cây cao hơn 10 mét ở đằng xa. Lần này đúng là nhặt được của quý rồi. Được rồi Giner, lại đây nghỉ ngơi đi. Vâng. Thưa chủ nhân, Giner, em là người cá, em có biết gì về những người cá khác trên đảo kho báu không? Hảo Nhân ngước mắt lên, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Giner, cô không nhìn xuống dưới. Còn Giner thì gẫn ngực ra, định trả lời câu hỏi của Hảo Nhân, suýt nữa làm Hảo Nhân chảy máu mũi. Thưa chủ nhân, tuy Giner là người cá, nhưng không có liên quan gì đến người cá trên đảo này, nên cũng không biết gì về họ cả. Em được tạo ra từ lá bài của chủ nhân, không có bất kỳ ký ức nào trước khi được triệu hồi. Không có ký ức à? Con tưởng có thể hiểu thêm về tình hình bên trong đảo. Tuy không có ký ức, nhưng các kỹ năng cơ bản của người cá vẫn có đầy đủ, bao gồm khả năng ngôn ngữ và kỹ thuật chiến đấu của người cá. Thưa chủ nhân, ngài có thể xem Giner như một vũ khí, có trí thông minh cao nhưng không có cảm xúc. Nghe xong lời giải thích của Giner, Hạo Nhân mới hiểu ra, Giner hoàn toàn có thể xem như một công cụ thông minh được tạo ra bởi phép thuật, không có bất kỳ mối liên hệ nhân của nào với ai. Người cá càng cao cấp càng giống hình dáng con người. Không biết khi Giner nâng cấp thành người cá cao cấp, cơ thể có giống người không nhỉ? Nếu được thì cần làm thế nào? Giner, bây giờ em là người cá trung cấp, có thể nâng cấp thành người cá cao cấp không? Thưa chủ nhân, cấp độ của người cá có thể thay đổi được, nhưng cụ thể làm sao để nâng cấp, hiện tại Giner cũng không biết. Được rồi, vậy cũng như chưa nói gì, nhưng đã biết có thể nâng cấp rồi. Tìm cách sau vậy, nhìn thân hình Giner, Hảo Nhân lại thấy khó xử, không thể để Giner cứ như vậy mãi được. Vì vậy Hảo Nhân liền từ hệ thống giao dịch mua một bộ quần áo anh ta thấy khá ổn cho Giner mặc vào, không thì sớm muộn cũng bị nổ. Nhìn thế này tốt hơn nhiều rồi, nửa thân trên chẳng khác gì con người. Đúng là một cô gái xinh đẹp. Vất vả cả ngày rồi, Hảo Nhân bảo Giner đứng gác xung quanh, còn anh ta thì kiểm kê vật tư trên mặt đất, lấy trang bị ra bắt đầu sản xuất tài nguyên, dùng thịt lợn làm bữa tối. Chẳng mấy chốc, mùi thơm lạ của thịt ba chỉ thu hút sự chú ý của Giner, không kìm được quay đầu nhìn cái chảo trước mặt Hảo Nhân, nghĩ thầm chủ nhân đang làm món gì vậy, sao mùi thơm nồng nàn thế, em muốn nếm thử một miếng quá. Một lúc sau, cô nghe thấy giọng nói mong đợi, Giner, lại đây nếm thử đi, xem tay nghề của anh thế nào. Tuân lệnh, thưa chủ nhân. Sau khi nghe tiếng gọi của Hảo Nhân, Giner nhanh chóng bơi lại, ngón tay ngọc ngà khẽ gắp, đưa một miếng thức ăn vào miệng, lập tức sững sờ.
Chủ nhân, món này ngon quá đi mất. Đánh giá tốt nhất về tay nghề nấu ăn của một người chính là ăn mãi không thôi. Khi hai người đang thưởng thức thịt nướng, bỗng từ sâu trong rừng vang lên một tiếng kêu thất thanh. Cứu mạng! Giner nghe thấy âm thanh bất thường, lập tức vào trạng thái cảnh giác, toàn thân bắt đầu tỏa ra ánh sáng xanh, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Thấy chưa, đây mới gọi là chuyên nghiệp. Giner, theo anh. Rất nhanh, hảo nhân và Giner đã đến gần nơi phát ra tiếng động. Hiện ra trước mắt là một cô gái đang chạy trốn một cách chật vật. Hảo nhân nhận ra cô ấy chính là Chu Lâm Thụy, người đã kết bạn trước đó. Chu Lâm Thụy nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của hảo nhân, cuối cùng cũng nhen nhóm một tia hy vọng, mở miệng gọi hảo nhân. Đại ca, cứu mạng, phía sau có quái vật đuổi theo tôi. Giner, bắt sống con người cá đó, đừng làm tổn thương con người. Cô gái theo cái vẫy tay của Giner, tia điện phóng ra lao thẳng về phía sau cô. Người cá cấp thấp đang đuổi theo lập tức bị điện ngất đi. Thưa chủ nhân, người cá cấp thấp này đã bị em làm cho ngất đi rồi, một lúc nữa chắc sẽ tỉnh lại. Hảo nhân nở một nụ cười, khả năng của Giner quá đỉnh rồi, tấn công điện từ xa cách mười mấy mét, người cá cấp thấp có bao nhiêu cũng không sợ, chẳng có gì phải lo cả. Cô là Chu Lâm Thụy, không sao chứ? Lúc này Chu Lâm Thụy đã đờ người ra, trong lòng như có hàng ngàn con ngựa phi nước đại. Tại sao bên cạnh đại ca hảo nhân lại có một con quái vật người cá? Tại sao con quái vật người cá này lại tấn công người cá đuổi theo tôi? Tại sao con quái vật người cá này lại xinh đẹp thế? Tại sao con người cá xinh đẹp này trông có vẻ rất nghe lời đại ca hảo nhân? Tại sao tôi không hiểu được những gì họ nói? Thấy Chu Lâm Thụy vẫn còn đang ngẩn người, trên người không có vết thương gì, hảo nhân đoán cô ấy chắc không sao, liền nói với Giner. Giner, kéo con người cá đã ngất đó về trại của chúng ta lúc nãy, chúng ta tiếp tục về nghỉ ngơi, anh vẫn chưa ăn no. Vâng, thưa chủ nhân. Đợi Giner quay lại, hảo nhân quay đầu bước đi, không có ý định quan tâm đến Chu Lâm Thụy nữa. Đại ca hảo nhân, đợi em với, cô còn theo làm gì nữa? Người cá đuổi theo cô đã bị tôi giải quyết rồi, cô đã không còn nguy hiểm nữa. Đào kho báu càng gần trung tâm càng nguy hiểm. Cô mở bản đồ ra, nhìn rõ hướng đi về phía ngoài là được rồi, chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Chu Lâm Thụy muốn nói lại thôi, cô ấy muốn đi theo hảo nhân nhưng lại không nói ra được, chỉ có thể lặng lẽ đi theo phía sau. Thấy mỹ nữ gặp nạn cũng không chủ động nói sẽ chăm sóc, trước đây nhắn tin nhiều lần như vậy một lần cũng không trả lời, khiến tôi suýt bị quái vật người cá hại chết. Bây giờ tôi vừa đói vừa khát, người này là đàn ông thẳng như thép à? Nhìn Chu Lâm Thụy cứ đi theo phía sau, hảo nhân nghĩ bụng thôi được rồi, trước đây cũng may mắn giao dịch với Chu Lâm Thụy, cây điện tê liệt năng lượng mặt trời hai lần thoát hiểm, cho thêm chút đồ ăn thức uống coi như là đáp lễ vậy. Được rồi, lát nữa qua đây ăn chút gì đó, nghỉ ngơi một lúc rồi tính tiếp. Nghe thấy câu nói đó, Chu Lâm Thụy lập tức rạng rỡ hẳn lên. Chẳng mấy chốc, hảo nhân dẫn Chu Lâm Thụy quay lại chỗ rừng chân lúc nãy, bếp lò vẫn đang tiếp tục nướng. Nhìn đống thịt nướng đầy ắp trên bếp lò và lon Coca-Cola bên cạnh, Chu Lâm Thụy trợn tròn mắt. Nhà anh điều kiện gì vậy, có mồ à? Bạn có tin không, toàn dân xuyên Việt bắt đầu cuộc sống trên biển, tôi lại sở hữu hệ thống xác suất 100%. Sau khi đến trại, ba người bắt đầu ăn uống ngon lành. Nhìn lại biểu cảm của Chu Lâm Thụy, thịt này có muối, ngon quá, thật sự quá ngon. Mười mấy phút sau, bữa tiệc kết thúc, Giner đi canh gác xung quanh. Hảo nhân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi do dự hồi lâu, Chu Lâm Thụy đột nhiên lên tiếng. Đại ca hảo nhân, cảm ơn anh về bữa tối, sau này em có thể đi theo anh không? Thôi đi, tôi còn định đi sâu vào đảo kho báu, cô tìm người khác đi. Đừng mà đại ca hảo nhân, em sẽ nói cho anh một tin quan trọng liên quan đến sinh tử, dùng tin này đổi lấy việc anh vui vẻ nhận em. Anh có hứng thú không? Không hứng thú. Nói thật, mang theo cô là gánh nặng. Không quan tâm đến lời hảo nhân nói, Chu Lâm Thụy trực tiếp mở miệng nói. Trong khu vực của chúng ta, liên minh do Thang Ngọc Thành đứng đầu tổ chức, thực chất chỉ là liên minh giả để lừa lấy vật tư của chúng ta. Em vừa mới trốn thoát khỏi đó, vô tình nghe được tin họ chỉ đích danh muốn giết anh. Anh vẫn không quan tâm sao? Nghe thấy cái tên quen thuộc này, hảo nhân cũng hiểu ra, trước đây lôi kéo mình, sau đó lại công khai bôi nhọ trên kênh chat, hóa ra là muốn giết mình. Nhưng dù họ có giỏi đến mấy, đối mặt với bản thân đang chơi gian lận cộng thêm ghi nợ người cả tối thượng thì có là gì? Không quan tâm. Sáng mai trời vừa sáng, cô vẫn nên đi ra bờ biển của đảo kho báu đi, ở đó an toàn. Chu Lâm Thụy cảm thấy chua xót trong lòng, quân bài chủ đã vô dụng, trên mặt lộ vẻ van xin, liền mở miệng nói. Đại ca hảo nhân, xin anh đấy, giúp em được không? Em thật sự không muốn một mình sinh tồn nữa, thế giới này đối với em thực sự quá nguy hiểm rồi. Hảo nhân nhíu mày, không phải anh ta nhẫn tâm, mà là sau này còn phải tiếp tục đi sâu vào đảo kho báu, thu thập thêm nhiều tài nguyên, mang theo cô ấy thực sự có thể coi là gánh nặng lớn. Mang theo cô có thể làm gì? Chu Lâm Thụy nghe đến đây, sắc mặt đột nhiên sững lại, anh ta nói có thể làm gì? Quả nhiên cũng giống như bọn Thang Ngọc Thành, đều thèm muốn thân thể của mình, đàn ông đều là lũ chân giò lợn, hừ. Nhưng đại ca hảo nhân trông đẹp trai quá, vật tư lại dồi dào, có cả đồ ăn thức uống, còn có vệ sĩ người cá, đi theo anh ấy vẫn tốt hơn người khác. Cuối cùng Chu Lâm Thụy mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đến mức không khép được chân, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Hảo nhân ngượng ngùng nói một câu, có thể làm được. Một đêm trôi qua, sáng sớm hảo nhân thức dậy, tinh thần sảng khoái. Bên cạnh, Chu Lâm Thụy run rẩy đứng dậy, mặt tái nhợt, hơi khó duỗi thẳng lưng. Các bạn đừng nghĩ nhiều, cô ấy chỉ là người yếu ớt thôi, bị động mà thôi. Kết quả cuộc nói chuyện hôm qua là hảo nhân không đồng ý để Chu Lâm Thụy ở lại. Đánh giá thu thập vật tư hôm qua, đánh giá nâng cấp phương tiện hôm qua, thu được 983 điểm sinh tồn từ vật tư, 90 điểm sinh tồn từ nâng cấp. Tổng cộng điểm sinh tồn 291 cộng 983 cộng 90 dấu bằng 1,364.
Sau khi nghe thông báo, Hào Nhân vừa mừng rỡ, vội vàng mở tùy chọn cửa hàng trong giao diện trò chơi. Hiện tại các mặt hàng tiêu dùng cấp 2 trong cửa hàng: thuốc đỏ cấp 1, 20 điểm sinh tồn, có thể mua trước 5 chai. Bản thiết kế nâng cấp thuyền buồm, 1.000 điểm sinh tồn. Cái này bắt buộc phải mua. Mua thành công, trừ 1.000 điểm sinh tồn. Nhận được một bản thiết kế nâng cấp thuyền buồm, hiện tại còn lại 264 điểm sinh tồn. Hào Nhân thầm nghĩ, nâng cấp bè gỗ. Bè gỗ trong kho cũng lóe sáng, có một chút thay đổi. Bè gỗ cao cấp, cấp độ, cấp thời gian, diện tích 15 dấu nhân 20, yêu cầu nâng cấp, gỗ còn thiếu 23. Cần 199 sợi thực vật, còn thiếu 10 sào. Cần 200 khối sắt, còn thiếu 64. Cần 20 trái tim bè gỗ, còn thiếu 1. Cần 3. Đánh giá, bè gỗ đã mở khóa quyền nâng cấp thành thuyền buồm. Hãy nhanh chóng thu thập các vật liệu cần thiết. Các vật tư khác đều dễ nói, nhưng cái trái tim bè gỗ này là cái gì? Trong điều kiện nâng cấp lại hiển thị mình có một cái, nhưng trong kho không có bất kỳ vật tư nào tương tự. Hảo Nhân nhíu mày không hiểu. Sau đó thấy, cái trái tim bè gỗ này, phía sau có phần giải thích thuật ngữ có thể nhấp vào. Trái tim bè gỗ, phương tiện ban đầu của mỗi người chơi đều là bè gỗ. Và trái tim bè gỗ chính là cốt lõi của bè gỗ. Ngoài trái tim bè gỗ của mình, muốn có thêm trái tim bè gỗ, có thể phá hủy bè gỗ của người khác để nhận được. Chú thích, ngay cả khi bè gỗ bị phá hủy, nhưng vẫn có trái tim bè gỗ, vẫn có thể thu thập vật liệu để nâng cấp lên cấp 1. Nhưng một khi mất trái tim bè gỗ, sẽ không thể thông qua việc sử dụng bản thiết kế để mở khóa quyền nâng cấp bè gỗ. Hóa ra cần 3 trái tim bè gỗ mới có thể nâng cấp phương tiện lên cấp độ lớn tiếp theo. Muốn nâng cấp chỉ có thể đi phá hủy bè gỗ của người khác, hoặc là đối phương tự nguyện giao ra. Nhưng nếu không phải người đặc biệt tin tưởng, ai lại ngốc mà giao trái tim bè gỗ chứ? Nghĩ đến đây, Hảo Nhân liếc nhìn Chu Lâm Thụy đang đứng một bên trông thật đáng thương. Trong lòng suy tính, chắc chắn cô ấy sẽ có một trái tim bè gỗ, hoặc là giết cô ấy để lấy trái tim bè gỗ của cô ấy, hoặc là mang cô ấy theo để cô ấy tự nguyện giao trái tim bè gỗ cho mình. Ánh mắt Hảo Nhân nhìn Chu Lâm Thụy lúc hung dữ, lúc do dự, khiến Chu Lâm Thụy càng thêm rụt rè không dám lên tiếng. Chu Lâm Thụy, tôi thấy cô đáng thương. Hai ngày này tôi có thể cho phép cô đi theo tôi có thể đảm bảo an toàn và ăn uống cho cô, nhưng điều kiện là cô phải làm một số việc vặt, ví dụ như giặt quần áo, nấu ăn, đun nước. Cô đồng ý không? Thật sao? Tuyệt quá. Nhưng thật sự chỉ có yêu cầu này thôi sao? Sao thế? Cô không đồng ý à? Em đồng ý. Sau này đại ca Hảo Nhân cứ xem đi. Cơm em nấu, quần áo em giặt, đồ lót, tất vớ gì đều giao cho em hết. Chu Lâm Thụy cười tít mắt, hào hứng tiến lại gần Hảo Nhân. Thời buổi này giữ được mạng là được, những thứ khác là vớ vẩn. Có đại ca làm chỗ dựa, còn em dè gì nữa? Đại ca Hảo Nhân, hay là anh cứ chén em đi? Anh đã nhận em rồi, em không đóng góp gì cảm thấy không yên tâm. Anh yên tâm, em không chỉ trẻ, mà còn là lần đầu tiên nữa. Đảm bảo chất lượng. Mẹ kiếp, đảm bảo chất lượng cái gì? Cái xe này chạy nhanh quá rồi đấy. Hảo Nhân mặt không biểu cảm, lấy vật tư từ kho ném cho Chu Lâm Thụy. Sau này cứ gọi tôi là Hảo Nhân. Nhanh đi nấu bữa sáng đi, đừng có nghĩ lung tung. Anh đây là người đàng hoàng. Chu Lâm Thụy hào hứng nhận lấy vật tư, mắt sáng lên, vừa đi vừa lẩm bẩm. Đúng rồi, đại ca Hảo Nhân là người đàng hoàng. Đàng hoàng đến mức không phải là người. Không để ý đến Chu Lâm Thụy, Hảo Nhân mở kênh trò chuyện. Không qua thằng ngu nào bảo số lượng người cá ít. Tôi tin lời nói dối của nó. Ba người đã đi sâu vào đào kho báu, chỉ có mình tôi sống sót trốn về được. Mọi người phải cẩn thận nhé. Tôi cũng vậy. Hai người đi vào, nửa người ra ngoài. Cánh tay tôi bị một con cá mập cắn mất rồi, phải làm sao? Tôi đang trốn trong một hang đá ngầm, bên ngoài có mấy con người cá đang tìm tôi khắp nơi. Bảo các cậu đừng tin lời đại ca Hảo Nhân, người ta đã cảnh báo các cậu sâu trong đảo rất nguy hiểm. Các cậu vẫn không tin. Tôi tin rồi, hôm qua tôi chỉ đốn cây ở ngoài rìa thôi. Hôm nay đã có hơn 100 điểm sinh tồn rồi. Tôi vừa mua được dương kho báu ưu đại tân thủ. Tôi cũng vậy, tôi cũng mua dương kho báu tân thủ, mở ra được nhiều đồ ăn quá. Giờ không lo ăn uống nữa. Giờ nghĩ lại, hôm qua hiểu lầm đại ca Hảo Nhân rồi. Tôi xin lỗi đại ca Hảo Nhân trước, không nên nghe lời nói xấu của bọn ngu. Xin đại ca Hảo Nhân tha thứ, đồng thời cũng nhận lời cảm ơn của tôi. Cảm ơn ủng hộ, nhờ lời nhắc nhở của đại ca Hảo Nhân. Tin nhắn trò chuyện khiến Hảo Nhân hiểu ra, sau này cũng kiên quyết không tiết lộ nửa lời ra ngoài, hoàn toàn là tốn công vô ích. Đúng rồi, với cửa hàng và phương tiện nhanh hơn người khác, thông tin tôi biết được càng nhiều, chênh lệch thông tin này chắc chắn là cơ hội kinh doanh lớn. Có thể dùng giá cực thấp để mua được vật tư sau này sẽ trở nên khan hiếm. Lợi thế này tôi không thể đánh mất nữa. Bạn có dám tin không? Mọi người đều xuyên không? Bắt đầu cuộc hành trình sinh tồn trên biển, nhưng tôi lại có hệ thống xác suất 100%. Hiện tại trên thị trường giao dịch, số lượng khối sắt vẫn còn rất nhiều và nhu cầu thấp, giá thấp hơn. Hảo Nhân liền đăng tin giao dịch, dùng thức ăn và nước để đổi lấy khối sắt, ghi chủ giá thu mua. Một đơn vị khối sắt đổi lấy 8ml nước hoặc 16 gam thức ăn. Ưu tiên số lượng lớn, vượt quá giá này sẽ không trả lời tin nhắn. Nước và thức ăn có hạn, giao dịch hoàn thành, ngừng thu mua, đăng tin giao dịch. Sau khi ăn sáng xong, Hảo Nhân và đồng đội đến trước mặt ngư dân đó. Lúc này vẫn đang bất tỉnh, ngư dân thường biến cấp thấp, khả năng, thân thể linh hoạt, nhỏ bé và biết giả vờ, điểm yếu, trí thông minh thấp, đúng là một nhân tài, còn biết giả vờ nữa. Sau đó Hảo Nhân cười và nói bằng ngôn ngữ của ngư dân. Với ngư dân thường biên, tôi cần biết tất cả thông tin về tộc ngư dân của các ngươi trên hòn đảo này. Hy vọng ngươi có thể thành thật nói cho ta biết, tại sao ngươi biết ngôn ngữ của tộc ngư dân chúng ta, nhưng muốn biết thông tin của tộc ngư dân thì đúng là viển vông. Miệng cứng thật, xem ra ngươi muốn nếm chút đau khổ rồi ha ha. Ta khả sát không phải là kẻ bị dọa lớn, ngươi có bản lĩnh gì cứ đến đây. Hôm nay dù có bị người giết,
Ta cũng không phản bội tộc ngư dân. Hóa ra ngươi tên là Khả Sát, thật là cái tên hay. Sau đó hảo nhân quay sang nói với Giner. Giner, tên ngư dân này cứng đầu quá, cố giúp tôi trêu chọc nó một chút. Tuân lệnh chủ nhân. Giner lạnh lùng bước lên phía trước, tay tỏa ra hồ quang điện, từ từ đặt lên người ngư dân. Ngươi là ngư dân tối cao, tại sao ngươi lại nghe lệnh của loài người? Đáng tiếc câu trả lời cho hắn là một tia sét nhỏ từ Giner. Một lúc sau cuộc trao đổi vui vẻ, cuối cùng cũng có được câu trả lời mong muốn. Chủ nhân, tổng số ngư dân khoảng 10.000 người, trong đó có khoảng hơn 9.000 ngư dân cấp thấp, khoảng 100 ngư dân cấp trung, có một ngư dân cấp cao là thủ lĩnh của họ. Sau khi có được thông tin mong muốn, giải quyết xong tên ngư dân này, ba người bắt đầu tiếp tục tiến vào bên trong. Giner đi trước, hảo nhân ở giữa, Chu Lâm Thị ở sau. Ba người cứ theo đội hình này bắt đầu tiến vào sâu bên trong hòn đảo. Chủ nhân, phía trước có tiếng đánh nhau dữ dội, cách khoảng 100 mét. Chú ý đội hình, chúng ta từ từ đi qua xem thử. Bốn người, ba nam một nữ, một ngư dân. Lúc này ba người đàn ông đang vây quanh một ngư dân, còn người phụ nữ thì đứng phía sau, miệng không ngừng chỉ huy. Quách Bảo Lâm, con dao của anh dài như vậy, nhanh chém chết hắn đi, ngực hắn để hở lớn như vậy, anh thật là ngu ngốc. Lão Trương, anh cũng lên đi chứ, đừng đứng ngay ra đó, thật vô dụng. Vương Dũng, anh cẩn thận đừng bị thương. Một người mặc đồng phục bảo vệ, tay cầm một thanh đao lưng rộng, trông khoảng 30 tuổi. Một người thành đạt mặc VC, tay cầm một con dao ngắn, cử động rụt rè, không dám tiến lên tấn công, có lẽ cũng khoảng 30 tuổi. Cuối cùng là một chàng trai cơ bắp, tay cầm một thanh sắt, trông khoảng 18 đến 19 tuổi. Khả năng của ngư dân dự là cấp thấp, khi gặp nguy hiểm chết người, sẽ phun ra chất độc để trốn thoát. Điểm yếu là dù đầu được bao bọc bởi một lớp vỏ cứng, nhưng não bên dưới lớp vỏ rất mỏng manh. Hảo nhân nhìn khả năng của ngư dân này, nhíu mày, hét lớn, các vị, ngư dân này rất nguy hiểm, tôi thấy các vị nên đi, để tôi xử lý hắn. Anh nghĩ hay nhỉ, chúng tôi sẽ giải quyết tên ngư dân này ngay, không cần đến anh đâu. Người phụ nữ khoanh tay trước ngực, nói với vẻ khinh thường. Hảo nhân mỉm cười, không nói gì thêm. Ba người đứng sang một bên lặng lẽ quan sát. Còn ngư dân thấy có thêm ba người, đột nhiên như bị dồn ép, từ miệng phun ra một luồng chất lỏng màu xanh lục. Lập tức người đàn ông thành đạt phát ra một tiếng kêu thảm thiết, chất lỏng màu xanh lục phun trúng cánh tay anh ta. Và ngư dân dự la dường như tìm thấy khe hở, vội vàng quay người lao vào trong sương mù. Giner đuổi theo và tiêu diệt tên ngư dân đó, rồi mang chiếc giường sắt đen rơi ra về. Tuân lệnh chủ nhân. Giner bơi hết sức, đôi mắt quyến rũ bỗng trở nên sắc bén, cũng lao vào trong sương mù. Không lâu sau đó, hảo nhân thấy Giner ôm một chiếc giường sắt đen trở về. Chủ nhân, ngư dân đã được giải quyết. Nhận lấy giường báo từ Giner, hảo nhân trực tiếp cất nó vào kho. Đau quá em ơi, em mau cứu anh với. Lúc này người đàn ông thành đạt đau đớn nắm lấy cánh tay, vết thương bị ăn mòn lúc này bắt đầu lan rộng không ngừng lên trên. Các người còn đợi gì nữa? Bây giờ tình trạng của anh ta chỉ có thể chặt cánh tay, rồi dùng thuốc đỏ cấp 1 để cầm máu mới có thể cứu được. An, đúng, hôm nay tôi vừa mở khóa thành trì cấp 2, trong đó có thuốc đỏ cấp 1 có thể chữa thương. Không được, chặt cánh tay anh ấy, thế chẳng phải thành người tàn phế rồi sao? Nghe người phụ nữ nói vậy, lúc này người đàn ông thành đạt đứt quãng nói, mau chặt đi, bây giờ không chặt, đợi đến khi chất độc lan rộng, chắc chắn sẽ chết. Chặt đi, dù sao vốn cũng là kẻ vô dụng rồi. Được sự cho phép của người phụ nữ, người bảo vệ mới đứng dậy, chuẩn bị cầm dao dài ra tay. Tôi không đủ điểm sinh tồn để mua thuốc đỏ cấp 1. Trước đó, mua thuốc tăng cường cấp 1 và dao dài đã dùng hết rồi. Sau đó người bảo vệ mặt lộ vẻ khó khăn, đành phải mở lời với hảo nhân. Này anh có thể cho tôi mượn một lọ thuốc đỏ không? Tôi có thể dùng vật tư để trao đổi với anh. Trao đổi được. Thuốc đỏ cấp 1 không cần nhiều điểm sinh tồn lắm, tôi cũng không làm khó, giá khởi điểm 20, đơn vị khối sắc, nếu anh đồng ý thì giao dịch. Tốt quá hảo nhân, anh đồng ý giao dịch là tôi đã rất cảm kích rồi. Tôi vừa hay có một số khối sắt, có gì đáng cảm ơn đâu, ngư dân của chúng ta đều bị hắn cướp mất, đổi cho chúng ta một lọ thuốc đỏ thì có gì. Tôi phải nói với anh ta tốt nhất nên trả lại cho chúng tôi cái dương báo vừa rơi. Bà già này đừng quá tham lam, con nhóc này, bà đây đã gặp đủ loại người rồi, loại như mày chỉ là dựa vào chút nhan sắc để bám vào một kẻ có thế lực thôi, có gì đáng tự hào chứ. Chu Lâm Thụy lập tức nghẹn lời, không nói nên lời. Người phụ nữ này nói cũng không sai, cô ấy đúng là đã làm vậy, mặc dù hảo nhân chưa làm gì cô ấy. Tôi thấy bà muốn chết. Hảo nhân không kìm nén được cơn giận, quát lên một tiếng. Người phụ nữ này đúng là lắm mồm, không những không biết ơn, mà còn muốn lấy cái giường sắt đen vừa rơi. Thật là mơ đẹp. Thôi được rồi cô Từ, chúng ta vẫn nên xử lý vết thương của chồng cô trước. Biết rồi, các anh mau chặt đi. Người phụ nữ nói với vẻ không kiên nhẫn, cử chỉ lời nói không hề có chút quan tâm nào đến chồng. Nhưng sau một hồi xử lý của người bảo vệ, vết thương của người đàn ông đã ổn định. Bạn có dám tin không? Mọi người đều xuyên không bắt đầu hành trình sinh tồn trên biển, nhưng tôi lại có hệ thống xác suất 100%. Thật sự rất cảm ơn anh. Không biết anh tên gì, có thể kết bạn được không? Để sau này tôi có cách đền ơn anh. Kết bạn thì được, nhưng đền ơn thì không cần đâu, chúng ta cũng coi như có qua có lại. À, tôi tên là Hảo Nhân.
Hóa ra anh chính là hảo nhân trong kênh chat. Đại ca, người bảo vệ với vẻ không thể tin được, chàng trai trước mặt chính là đại ca nổi tiếng trong kênh chat. Hảo nhân, ngưỡng mộ đã lâu. Tôi tên Quách Bảo Lâm, chàng trai trẻ kia tên Vương Dũng, cũng là bảo vệ khu phố. Người bị thương tên Trường Thiết Sinh, người phụ nữ kia là vợ anh ta, tên Từ Tiểu Lệ. Vợ chồng Trường Thiết Sinh một người yếu ớt, một người kiêu ngạo ngông cuồng đi cùng họ. Anh không phải đang mang gánh nặng tìm cái chết sao? Mặc dù vợ chồng họ là gánh nặng, nhưng trước khi xuyên không, Trương Thiết Sinh có ơn với tôi, không chỉ giúp tôi giải quyết vấn đề công việc, mà còn lo liệu cho gia đình tôi. Đó cũng là lý do tại sao tôi sẵn lòng đi cùng họ. Nghe đến đây, hảo nhân gật đầu. Quách Bảo Lâm này không chỉ thật thà chất phác, mà còn biết ơn và báo đáp, coi như là một người có thể kết giao sâu sắc. Hảo nhân, tôi biết anh có thể không cần, nhưng tôi vẫn muốn hỏi một chút. Không biết anh có muốn cùng chúng tôi đi sâu vào đảo bảo tàng không? Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, cũng coi như có người trông nom. Nhìn vẻ mặt đầy hy vọng của Quách Bảo Lâm, hảo nhân nở một nụ cười nhạt. Sau này tôi gọi anh là lão Quách nhé. Tôi vừa nghĩ lại, đi cùng các anh cũng không phải không được, nhưng tôi cũng có điều kiện của tôi. Anh cứ nói thẳng. Khả năng của tôi chắc các anh cũng đã thấy, tôi có thể kiểm soát một ngư dân rất mạnh. Có tôi tham gia, giết ngư dân có thể nói là chuyện rất dễ dàng, thậm chí khả năng bị thương cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Không biết lão Quách anh có đồng ý không? Anh nói đúng, có anh tham gia, coi như chúng tôi được nâng đỡ rồi. Đã như vậy, tôi cũng nói thẳng điều kiện của mình, đó là sau này khi giết ngư dân, ai giết được thì dương báo thuộc về người đó. Quách Bảo Lâm nghe điều kiện của hảo nhân, sắc mặt trở nên do dự, rơi vào trầm tư. Tôi đồng ý, chúng ta đi nói với mọi người ngay. Chỉ suy nghĩ 1-2 phút, Quách Bảo Lâm đã gật đầu đồng ý. Chuyện nhỏ này vẫn có thể hiểu được. Quách Bảo Lâm đi qua, nói nhỏ với mọi người về việc hảo nhân tham gia. Hảo nhân cũng đi đến bên Chu Lâm Thụy, nói với cô ta về việc sẽ đi cùng với những người này. Anh hảo nhân, anh nói sao thì làm vậy, em nghe theo anh hết. Cái gì mà ai giết được thì thuộc về người đó. Đã lập nhóm thì chúng tôi cũng góp sức, cuối cùng nếu anh ta giết được thì cũng thuộc về anh ta, chúng tôi chẳng còn gì cả. Từ xa vọng lại một giọng nói đầy oán giận. Hảo nhân cười lạnh một tiếng, khoanh tay đứng nhìn họ. Thương lượng, cô Từ, đây là điều tôi và anh hảo nhân đã thỏa thuận. Tôi đã đồng ý với anh ấy rồi. Anh thỏa thuận, anh có thể quyết định thay tôi sao? Đừng quên anh chỉ là một bảo vệ trong khu chúng tôi, chỉ là một con chó giữ cửa thôi. Quách Bảo Lâm lập tức nhíu mày. Còn Trương Thiết Sinh chỉ lộ vẻ ngượng ngùng, không nói gì. Cô Từ, tôi đúng là bảo vệ, nhưng cô phải biết, tôi sẵn lòng đi cùng cô và anh Trương là vì nhớ ơn anh Trương. Nếu cô thực sự không đồng ý, thì tôi sẽ đi cùng Vương Dũng, nhóm của chúng ta giải tán ngay bây giờ. Được lắm Trương Thiết Sinh, tôi đã nói rồi, trước đây anh tốt với tên bảo vệ này, tôi đã bảo hắn sẽ không nhớ ơn anh đâu. Anh xem cái đồ vô ơn này đi. Thôi nào Tiểu Lệ, đừng nói nữa, em thực sự muốn chúng ta chết sao? Bây giờ tay anh đã đứt rồi, nếu anh Quách không dẫn chúng ta đi, ngày mai chúng ta sẽ chết. Em tỉnh táo một chút được không? Nói xong câu này, Từ Tiểu Lệ không nói gì nữa. Lần này hảo nhân và Quách Bảo Lâm chính thức lập nhóm. Vì vậy mọi người lại tiếp tục tiến vào sâu trong đảo. Chẳng bao lâu sau, một ngư dân cấp thấp xuất hiện trước mắt mọi người. Nhưng hắn chỉ suy nghĩ vài giây, rồi hét lên xông tới. Ngư dân đầu to cấp thấp có khả năng dung lượng não rất lớn, có thể tính toán chính xác cách chiến đấu. Điểm yếu là tính tình hơi nóng này, chỉ biết xông lên. Thấy ngư dân xông tới, Quách Bảo Lâm vội vàng cầm lấy thanh đao dài, chuẩn bị xông lên giải quyết hắn. Một tiếng cách, ánh điện lóe lên trong chớp mắt. Đến khi Quách Bảo Lâm và mọi người phản ứng lại, tên ngư dân đầu to cấp thấp này đã biến thành một cái dương đen, nằm im lặng ở đó. Quách Bảo Lâm và Vương Dũng cùng với vợ chồng phía sau nhìn nhau ngơ ngác. Từ Tiểu Lệ vừa nãy còn có chút bất phục với hảo nhân, giờ đây im thìn thít, không dám thở mạnh. Một ngư dân đã bị giải quyết như vậy, tôi đã đắc tội với ai vậy? Lão Quách, tên ngư dân này là tôi giết, dương bảo tôi lấy. Hảo nhân nhìn Quách Bảo Lâm và mọi người đang kinh ngạc, mỉm cười nhạt nói, rất hài lòng với biểu cảm của họ. Anh nói sao thì vậy, anh cứ lấy đi. Mọi người tiếp tục lên đường. Suốt cả một ngày, tổng cộng đã giết 15 ngư dân cấp thấp. Hảo nhân nhận được 12 cái, Quách Bảo Lâm và những người khác nhận được 3 cái. Sau đó mấy người chọn một nơi hẻo lánh, lại có một khe đá lớn để nghỉ lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm ở đây. Hảo nhân, anh không mở dương báo à? Hiện tại tôi đã đủ lương thực rồi, tạm thời không mở đâu, đợi thêm chút nữa đi nhé. Mở ra xác xuất ra đồ trắng sẽ cao hơn. Cả ngày cũng mệt rồi. Hảo nhân, chúng ta cùng ăn chút gì đó nhé. Hảo nhân gật đầu đồng ý. Vậy là lấy ra vài con qua và 4kg thịt heo từ kho, cũng còn một ít muối, đưa cho Chu Lâm Thụy. Chu Lâm Thụy nướng tất cả những thức ăn này lên. Mọi người cùng ăn thôi. Được rồi, tôi sẽ đi làm ngay. Chu Lâm Thụy vui vẻ nhận lấy thức ăn, đắc ý vung vẩy trước mặt mọi người. Thực phẩm thịt của hảo nhân lại khiến vài người bất ngờ thêm lần nữa. Thực phẩm này ăn ngon hơn nhiều. Lão Quách bên này khe đá trồng chéo rất nhiều, mặc dù rất kín đáo, nhưng chúng ta nên thay phiên nhau canh đêm đi, để tránh một số nguy hiểm. Được, vậy 4 người đàn ông chúng ta thay phiên canh đêm nhé. Thế là mọi người tìm một khoảng trống, lần lượt nghỉ ngơi. Hảo nhân 3 người cách họ một đoạn, ở giữa còn có một tảng đá nhô ra, có thể che khuất tầm nhìn của hai bên. Ngày mai còn phải tiếp tục, hôm nay các bạn nghỉ ngơi sớm đi, nóng cả ngày rồi, người đầy mồ hôi, phải lau rửa người một chút, nếu không sẽ không ngủ được đâu. Chu Lâm Thụy mỉm cười, mặt hơi đỏ,
thêm vào đó là vòng một ẩn hiện. Cảnh tượng thật quyến rũ. Hảo Nhân há hốc mồm, bị hành động của Chu Lâm Thụy làm cho sửng sốt. Anh Hảo Nhân, em không với tới phía sau, anh giúp em được không? Ai mà chịu nổi chứ, nếu không phải có người ở sau tảng đá, hôm nay chắc chắn sẽ. Sau đó Hảo Nhân không nhịn được lắc đầu, không để ý đến Chu Lâm Thụy, quay người nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Phía sau chỉ có tiếng cười khúc khích đắc ý của Chu Lâm Thụy. Bạn có dám tin không? Mọi người đều xuyên không, bắt đầu hành trình sinh tồn trên biển, nhưng tôi lại có hệ thống xác suất 100%. Ngày hôm sau khi mặt trời mọc, xung quanh vang lên tiếng bước chân xào xạc, khiến mọi người tỉnh giấc. Hảo Nhân, tiếng bước chân này là của ngư dân hay người? Sương mù quá dày, những người này không đến gần thì không phân biệt được. Nghe tiếng động thì số lượng không ít, dù là người hay ngư dân. Khi chưa xác định được, chúng ta phải cẩn thận một chút, đối phương quá đông. Hảo Nhân nghiêng đầu, nói với giọng chỉ mình và Giner, cùng Chu Lâm Thụy có thể nghe thấy. Lát nữa theo sát tôi, địch quá đông, chạy trốn là ưu tiên hàng đầu. Một cái đầu cá to lớn đột ngột xuất hiện trước mắt. Quách Bảo Lâm và những người khác nhìn nhau, có vẻ không biết phải làm sao. Hảo Nhân đột nhiên kéo Chu Lâm Thụy chạy ra ngoài, còn Giner cũng theo sát phía sau. Đẹp, Hảo Nhân, đợi chúng tôi với. Còn hơn chục người ở không xa cũng nghe thấy tiếng động. Sau khi thấy mọi người bỏ chạy, từng người một đều lao tới. Hảo Nhân không quay đầu lại mà hét lớn, lão Quách, quá đông người, các anh cố gắng chạy đi, tôi sẽ đợi các anh ở phía trước. Vừa dứt lời, ba người Hảo Nhân đã biến mất trong sương mù, nhanh chóng đổi hướng ẩn nấp. Thấy lão ba và đám ngư dân đuổi theo chạy qua, ba người Hảo Nhân mới bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Không ngờ lại có cả ngư dân tối cao nhìn bóng dáng mơ ảo vừa chạy qua từ xa. Hảo Nhân không khỏi sợ hãi, quả nhiên chỉ cần nhanh hơn Quách Bảo Lâm họ, ba người mình có thể thoát khỏi nguy hiểm. Lại thấy bốn người Quách Bảo Lâm chạy phía trước, đội quân ngư dân đuổi theo phía sau, ba người Hảo Nhân thì theo sau đội quân ngư dân. Xa xa quan sát tình hình, tên Hảo Nhân chất tiệt này còn nói kết đội với chúng ta, vừa gặp nguy hiểm đã không thấy bóng dáng đâu. Tiểu Lệ đừng mắng nữa, tiết kiệm sức để chạy đi. Chú Quách, giờ chúng ta phải làm sao? Vương Dũng vốn ít nói, lúc này cũng lên tiếng, đừng hoảng, cứ chạy hết sức đã. Khi bốn người đang chạy trối chết, đội quân ngư dân phía sau cuối cùng đã đuổi kịp. Lão Trương cứu em. Từ Tiểu Lệ phía sau phát ra một tiếng thét kinh hoàng. Trương Thiết Sinh lo lắng đưa tay định kéo Từ Tiểu Lệ, ai ngờ Từ Tiểu Lệ đột ngột kéo mạnh, kéo Trương Thiết Sinh phía trước ra sau lưng mình. Trong chớp mắt Trương Thiết Sinh bị đám ngư dân vây kín. Đồ độc phụ này, Quách Bảo Lâm không nhịn được kêu lên, chỉ có thể quát lên với Từ Tiểu Lệ. Nhưng mắng thì mắng, cần chạy vẫn phải chạy. Khi ba người Quách Bảo Lâm tuyệt vọng cùng cực, đột nhiên thấy tin nhắn riêng sáng lên, theo sát tôi, chúng ta dễ trái chạy vòng. Hảo Nhân, đến giúp chúng ta rồi. Hảo Nhân lấy ra cung tên bằng thép, thành thạo đặt một mũi tên lên, nhắm vào một tên trong đám. Chủ nhân cần tôi ra tay không? Không cần đợi lệnh của tôi. Khả năng của cô quá nổi bật, dễ lộ vị trí. Bây giờ tôi bắn cô trước, ra tay sau. Sau đó bốn mũi tên nhanh chóng xẻ gió qua sương mù, chúng vào từng tên ngư dân. Thiên phú Âu Hoàng kích hoạt, hiệu ứng chảy máu xuất hiện. Lập tức những tên ngư dân chúng tên kêu thét thảm thiết, trong chớp mắt thu hút sự chú ý của cả đội ngư dân. Ba người Quách Bảo Lâm cũng nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp. Tất cả các người phân tán ra tìm kiếm, đừng bỏ sót bất kỳ góc nào, nhất định phải tìm ra kẻ địch đang bắn tên trong bóng tối. Hảo Nhân đang nổi dưới san hô nhíu mày, tình hình không mấy lạc quan. Còn 8 ngư dân cấp thấp, một ngư dân tối cao, giờ họ đã đề phòng. Thế này hơi phiền phức rồi Gina, cô có thể đối phó cùng lúc bao nhiêu ngư dân cấp thấp? Chủ nhân, đối phó ngư dân cấp thấp, nếu tôi tấn công hết sức, tự tin có thể giải quyết cùng lúc 4-6 tên. Khoảng cách giữa chúng càng gần, tôi càng có thể giết được nhiều. Lát nữa cô ra tay ngay lập tức với toàn lực, giết càng nhiều ngư dân cấp thấp càng tốt. Sau một đòn, đừng quản ngư dân cấp thấp nữa, trực tiếp đi kìm chân tên ngư dân tối cao. Vâng, chủ nhân. Sau đó Hảo Nhân gửi tin nhắn cho lão Quách, bảo anh ta lát nữa gọi Vương Dũng, tập trung toàn lực tiêu diệt ngư dân cấp thấp. Gino tấn công hết sức. Sau đó Hảo Nhân nhảy ra, lao về phía ngư dân tấn công hết sức. 10 vạn vôn, đột nhiên hét lớn, phóng thích toàn bộ dòng điện trong cơ thể. Sau một đòn, lúc này trong 8 ngư dân cấp thấp, chỉ còn 2 tên đứng được. Giner đi kìm chân tên ngư dân cấp trung kia. Trong chớp mắt 2 ngư dân giao chiến, Giner điện quang lóe sáng, nhưng không chạm được vào địch. Còn địch cũng có phần em ngại dòng điện, 2 ngư dân cấp trung cứ thế giằng co. Sau đó Hảo Nhân, Quách Bảo Lâm, Vương Dũng 3 người rút đao dài, lao về phía 2 tên ngư dân cấp thấp bị thương nặng, dễ dàng kết thúc trận chiến. Sau đó Hảo Nhân kích hoạt kỹ năng ngư dân đồ giám, khả năng của ngư dân rắn biển tối cao, có khả năng di chuyển nhanh rất linh hoạt, còn có thể phun ra chất độc có tác dụng dính mạnh. Điểm yếu là một loại ngư dân mềm, cơ thể rất mỏng manh, khả năng phòng thủ rất thấp. Sau đó ngư dân tối cao thấy tất cả ngư dân cấp thấp đều bị tiêu diệt, cuối cùng nổi giận, một vũng chất độc nhất màu xanh nhanh chóng phun ra từ miệng, dính chặt toàn thân Giner, không thể cử động. Chủ nhân, anh mau chạy đi, đừng lo cho tôi. Thấy Giner bị thương, Hảo Nhân gầm lên giận dữ,
nhanh chóng bắn từng mũi tên về phía ngư dân gián biển, nhưng bị ngư dân gián biển dùng kỹ năng di chuyển né tránh hết. Hắn cũng không quan tâm đến hảo nhân và những người khác, quay đầu liên tục dùng đá đập vào Giner. Không được, tôi nhất định phải cứu Giner, cứ thế này cô ấy sẽ không trụ được lâu. Hảo nhân trực tiếp rút đao dài định xông ra chém hắn. Đại ca hảo nhân, bây giờ ra ngoài không thể đánh lại tên ngư dân tối cao đó đâu, anh bình tĩnh lại đi. Sau đó hảo nhân đột nhiên nảy ra ý tưởng. Chu Lâm Thụy, hôm nay em làm mới được bao nhiêu điểm sinh tồn? Bây giờ tổng cộng có 366 điểm. Nhanh mua cho anh một dương báo tân thủ. Chu Lâm Thụy vội vàng vào cửa hàng của mình, mua một dương báo tân thủ. Dương báo tân thủ lớn, sử dụng có 80% xác suất mở ra 10 vật phẩm, 19% xác suất mở ra đạo cụ trắng. Không ngờ, 9999% xác suất mở ra đạo cụ xanh. Không ngờ, 0001% xác suất mở ra đạo cụ tím. Lúc này hảo nhân trực tiếp xác nhận mở, phát hiện sử dụng xác suất. Đạo cụ kích hoạt thiên phú Âu Hoàng, sửa đổi xác suất thành 100%. Chảo bát bảo 360g. Đánh giá, vừa có thể làm báu vật, vừa có thể giải khát, còn cần gì nữa? Dây chuyền sinh mệnh tím. Mô tả, mặt dây là một viên đá sinh mệnh, có 2% xác suất hồi sinh người đều đã chết. Độ bền 1. Đánh giá, một cơ hội hồi sinh, tin rằng dù xác suất rất thấp, cũng rất quý giá. Bình giữ nhiệt trắng. Mô tả, dung tích 800ml, có khả năng giữ nhiệt tốt. Đánh giá, hôm nay bạn đổ một cốc nước nóng vào, sang năm mở ra vẫn có thể nấu mì. Hiệu quả giữ nhiệt tuyệt đối đỉnh. Toàn là những thứ gì vậy? Tuy khả năng hồi sinh của dây chuyền sinh mệnh với thiên phú Âu Hoàng của người đeo là tuyệt đối có hiệu quả với bản thân, nhưng với người khác lại vô hiệu. Đeo lên Giner vẫn chỉ có 2% xác suất, chưa chắc có tác dụng. Chỉ còn trông chờ vào đạo cụ cuối cùng, kính bảo hộ xanh. Mô tả, có thể bảo vệ mắt hiệu quả, đồng thời tăng tỷ lệ chính xác 1%. Đánh giá, đối với tôi, hoàn toàn không có mục tiêu nào không thể bắn trúng. Thấy đến đây, hảo nhân đột nhiên mặt mày hớn hở. Có cứu rồi, bạn có dám tin không? Mọi người đều xuyên không? Bắt đầu hành trình sinh tồn trên biển, nhưng tôi lại có hệ thống xác suất 100%. Hảo nhân trực tiếp đeo kính bảo hộ lên mắt, nhanh chóng bắn ra một mũi tên, phát hiện sử dụng đạo cụ xác suất, kích hoạt thiên phú Âu Hoàng, sửa đổi xác suất thành 100%. Ngư dân gián biển tối cao ngừng tấn công Giner, định dùng kỹ năng né tránh. Không ngờ mũi tên lại theo sự di chuyển của hắn mà trúng mục tiêu. Cái gì vậy? Thật không khoa học. Ghê gớm, kỹ năng này lợi hại quá, tỷ lệ chính xác thành 100%. Mũi tên còn có thể rẽ cong, hảo nhân thừa thắng xông lên, lại đặt thêm một mũi tên nữa, cũng rẽ cong bắn trúng hắn, hoàn toàn không thể né tránh. Bảo toàn tính mạng quan trọng hơn, bỏ chạy thôi. Ngư dân gián biển trúng hai mũi tên, lập tức chạy trốn vào sương mù, không thể để hắn chạy thoát. Hảo nhân lao lên phía trước, đồng thời bắn thêm 3 mũi tên trúng mục tiêu. Chẳng mấy chốc, một dương đồng từ từ xuất hiện. Không quản dương báo ngư dân gián biển để lại, hảo nhân vội vàng chạy đến bên cạnh Giner, lấy ra thuốc đỏ cấp 1 từ trong kho, liên tục bôi lên vết thương của Giner. Cho đến khi vết thương của Giner ổn định, mới ôm Giner lên. Chu Lâm Thụy, em đi thu hết các dương bảo dưới đất cho anh trước. Quan trọng nhất là dương đồng vừa rơi ra. Sau đó mọi người quay lại tìm Trường Thiết Sinh. Quả nhiên đi được 2-3 phút, đã thấy một bộ xương không còn nguyên hình. Lão Quách không kìm được cơn giận, tát một cái vào mặt Từ Tiểu Lệ. Đồ độc phụ này, vừa rồi chính là cô kéo anh Trương ra phía sau. Nếu không làm sao anh ấy có thể chốt được. Từ Tiểu Lệ không thể tin được, lão Quách dám tát cậu ta một cái. Định nổi có làm loạn, nhưng rồi nghĩ lại, chồng đã không còn, nếu lại đối đầu với lão Quách, sau này ai còn bảo vệ mình? Lập tức không nói gì nữa. Hảo nhân không để ý đến họ, đi đến chỗ Trường Thiết Sinh, bên cạnh còn có một cái hòm gỗ, bè gỗ trong kho, lúc này biến thành một đạo cụ khối gỗ, trên đó ghi chú ngôi sao bè gỗ. Hóa ra khi người chơi là con người chết đi, kho đồ cũng biến thành một dương gỗ rơi ra. Hảo nhân trực tiếp thu ngôi sao bè gỗ vào kho của mình. Sau đó mọi người rút lui ra ngoài để điều chỉnh nghỉ ngơi. Lão Quách và Vương Dũng đi theo phía sau, cuối cùng chỉ có Từ Tiểu Lệ một mình lẽo đẽo đi sau cùng. Lão Quách, lần này tổng cộng 13 ngư dân, tôi cho anh 3 dương sắt đen, không có ý kiến gì chứ? Đương nhiên không có ý kiến, nếu không có anh quay lại cứu chúng tôi, vừa rồi chúng tôi đã chết rồi. Xung quanh đây chắc không còn ngư dân nào nữa, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi thôi. Sau đó lão Quách dẫn Vương Dũng tiếp tục đi chặt ít gỗ, Từ Tiểu Lệ thì cứ đi theo sau hai người không dám lại gần. Hảo nhân tìm được một chỗ, đặt Giner xuống, bảo Chu Lâm Thụy dùng máy lọc nước biển để tạo nước ngọt, tiện thể dùng bếp nấu một bữa ăn. Bây giờ tôi có tổng cộng 21 dương sắt đen, một dương đồng, vẫn theo quy tắc cũ. Mở dương sắt đen trước, găng tay da màu trắng, đánh giá có một chút khả năng phòng thủ, nhưng trong thời tiết này đeo vào sẽ rất bí. Viên nang ngư dân màu trắng, đánh giá sau khi uống có thể thông thạo ngôn ngữ ngư dân. Aquacid chỉ 12V màu trắng X2, đánh giá đây là một cục pin, cần máy phát điện để sạc. Mũi nhọn ba cạnh màu trắng, đánh giá hiệu quả cao khi tấn công kẻ địch có khả năng phòng thủ mạnh. Giấy ăn Giner 3 lớp 10 130 tờ, tổng cộng 500 gói, đánh giá không dễ rách khi ướt đâu. Nhìn giấy ăn trước mắt, hảo nhân khẽ nhếch mép, ít nhất sau này không phải dùng lá cây nữa, cảm giác đó khó chịu quá. Sau đó mở dương đồng, ruộng 4m 14m, màu xanh. Mô tả, một mảnh đất màu mỡ có thể trồng rau củ quả, có thể giúp ngắn chu kỳ sinh trưởng của cây, một khi đặt xuống không thể thu hồi. Đánh giá phải tìm một nơi tốt để đặt ruộng đấy.
nếu không người khác sẽ ăn trộm hết rau của bạn. Ruộng có thể trồng trọt, còn có thể giúp ngắn đáng kể chu kỳ sinh trưởng của cây. Tuy có hạn chế, nhưng sau khi bè nâng cấp thành thuyền buồm, có thể đặt ruộng xuống. Vừa hay trong kho còn có hạt giống cà chua. Sau đó, Hảo Nhân lại nhớ ra chưa kiểm tra điểm sinh tồn hôm nay. Lại mở giao diện trò chơi, đánh giá thu thập vật tư hôm qua, đánh giá nâng cấp phương tiện hôm qua. Điểm sinh tồn từ thu thập vật tư, 264. Điểm sinh tồn từ nâng cấp, 302. Tổng điểm sinh tồn 264 dấu cộng 302 dấu bằng 566. Hảo Nhân bổ sung vài lọ thuốc đỏ cấp 1 trong cửa hàng. Lại mua thêm một lọ thuốc tăng cường cấp 1. Anh Hảo Nhân, con đã nấu xong rồi. Sau đó hai người ăn hết toàn bộ thức ăn, giải quyết cơn đói. Bây giờ việc cần làm là chờ đợi Gino tỉnh lại. Hai ngày nay, biểu hiện của Chu Lâm Thủy cũng tạm được, có thể coi cô ấy là một đồng đội thực sự. Uống cái này đi, uống xong tôi sẽ giải thích cho em. Không phải đại ca Hảo Nhân muốn làm gì chứ? Đây không phải là thuốc mùa xuân chứ? Cầm trên tay mới biết là thuốc tăng cường. Chu Lâm Thủy biết ơn nhìn Hảo Nhân. Thuốc có tác dụng rất nhanh. Chu Lâm Thủy giống như Hảo Nhân lần trước, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bức khó chịu, vô thức cởi bỏ áo ngoài. Chỉ còn lại vài món đồ lót miễn cưỡng che thân. Vài phút sau, thuốc hết tác dụng, tăng cường thành công. Khi tỉnh táo lại, Chu Lâm Thụy cứ nhìn chằm chằm vào Hảo Nhân, như đang mong đợi điều gì. Mặc quần áo vào đi, có chuyện muốn nói với em. Hảo Nhân liếc mắt nhìn cô gái luôn muốn giở trò này. Đảo mắt, sau một hồi trò chuyện, Chu Lâm Thụy sảng khoái giao ra ngôi sao bể gỗ, mở kho đồ. Hảo Nhân chọn nâng cấp ngay lập tức. Đang nâng cấp, cần thời gian 10 tiếng. Mặt khác, sau khi bổ sung đơn giản thức ăn và nước ngọt, Lão Quách ngủ rất say. Còn ở phía sau tảng đá xa xa, chính là Vương Dũng và Từ Tiểu Lệ đã chạy xa. Hai người đang trao đổi đồng nhiết. Vương Dũng, sau này em có thể bảo vệ chị không? Chị một mình sợ lắm. Từ Tiểu Lệ áp sát vào Vương Dũng. Vương Dũng mới 18 đến 19 tuổi, làm sao từng trải qua tình huống này, lập tức bị nắm chắc trong tay. Yên tâm đi chị Từ, em sẽ nghe lời chị, nhất định không để ai bắt nạt chị đâu. Hôm nay Quách Bảo Lâm đã tát tôi một cái, em phải giúp chị trả thù. Nhưng chú Quách trước đây rất quan tâm em. Khi Vương Dũng đang do dự, Từ Tiểu Lệ giả vờ đẩy ra chống cự, không cho anh ta có bất kỳ hành động nào. Chị đừng cản nữa, em sẽ giúp chị trả thù. Vương Dũng không kìm được nữa, nói một cách khúm núm, kế hoạch loại bỏ Lão Quách. Vừa trao đổi vui vẻ, sáng hôm sau, Gino đã hồi phục vết thương, bè gồ cũng đã nâng cấp xong, hình ảnh bè trong kho đã thay đổi. Thuyền buồm thường cấp 11, dài rộng 15 dấu nhân 6 mét, nâng cấp gỗ còn lại 200, cần 200 sợi thực vật, còn lại 400, cần 200 khối sắt, còn lại 1294, cần 40 ngôi sao bè gỗ, còn lại không. Cần 1, đánh giá, các băng tàu tuy không lớn, nhưng ít nhất có thể che mưa chắn gió cho bạn. Giờ mỗi lần nâng cấp thuyền buồm đều cần ngôi sao bè gỗ. Có vẻ mục đích ban đầu của trò chơi này không phải để người chơi lập đội, mà là để người chơi tấn công lẫn nhau. Nhưng nhân phẩm của Lão Quách không tệ, là một đồng đội có thể kết giao. Đang khi Hảo Nhân định đi tìm Quách Bảo Lâm để nói chuyện, đột nhiên từ xa vọng lại một tiếng thét chói tai. Hảo Nhân và mọi người nhanh chóng chạy đến. Quách Bảo Lâm đang nằm trên đất, trên ngực có một vết thương lớn, giống như vết đâm. Bên cạnh chỉ có một dương kho đồ rơi ra,